Chào mừng các bạn đã đến kênh 15 phút review. Trước khi đi vào video, các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé. Ở tập trước, Thạch Hạo cùng Thập Quang Ninh Xuyên đã có một trận chiến với Thiên Khiêu vực ngoại, sau đó nhận được lời mời gia nhập học viện Thiên Thần. Trước khi đi, hắn muốn cùng Hỏa Linh Nhi thành hôn. "Giờ chúng ta đi đâu?" Hỏa Linh Nhi hỏi, "Đi Ma Châu, gặp ông nội của anh. Ma Châu là nơi xảy ra chiến loạn rất nhiều lần. Ở thời thượng cổ đã sản sinh ra rất nhiều ma đầu mạnh mẽ." cho nên châu này mới được đặt tên như vậy đây chính là lần đầu tiên thạch hạo dẫn người khác tới nơi đây và cũng là lần đầu tiên dẫn một cô gái tới ra mắt tổ phụ mình thập ngũ ra sớm đã cảm ứng được nên từ trong một miệng núi lửa bay vút ra ngoài hắn với thân hình cao lớn đầy oai vệ hiện giờ tinh lực dồi dào da màu cổ đồng lấp lánh hào quang vẻ ngoài trông như người ba bốn mươi tuổi mà thôi hạo nhi ông nội tuy mới gặp nhau không lâu thế nhưng khi lần nữa gặp lại thì tổ tôn hai người rất là vui mừng đứa bé này là ai lẽ nào là thập ngũ ra nhìn hỏa linh nhi rồi nở nụ cười ha ha ông đây là vợ con lần này tới là muốn ra mắt với ông đó ra mặt của thạch hạo vẫn luôn luôn dày dù cho nói những lời này thì cũng chẳng hề đỏ mặt chớp mắt gì cả hỏa linh nhi thì lại khác có loại giới thiệu như vậy à đây là lần đầu tiên ra mắt với thập ngũ ra nên khiến mặt mày của nàng đỏ bừng cô bé này rất được mặc khác chỉ cần con thích là ông không ý kiến thập ngũ ra cười nói đầy vui vẻ cháu chào thập ngũ gia hỏa linh nhi cẩn thận thi lễ lúc ở hạ giới thì nàng từng nghe qua đại danh của thập ngũ gia càng biết người này từng đại não hoàng đô chấn áp tứ phương cũng chỉ vì tôn nhi của mình đối với ông lão này thì nàng vô cùng kính nể con gái của hỏa hoàng sau khi đại ma thần nghe được lai lịch của nàng thì bắt đầu cười ha hả nếu nói tới hỏa hoàng ở hạ giới thì đây chính là một người kiệt xuất siêu phàm nhập thánh thập ngũ gia tự nhiên đã gặp hỏa hoàng khi nhìn thấy con gái của hắn thì lại càng hài lòng hơn ngoại trừ bội phục hỏa hoàng gia thì bọn họ còn cùng từ hạ giới lên đều là hậu duệ tội huyết không cần nhiều lời chúng ta là người một nhà cả thập ngũ gia cười đầy thoải mái vô cùng cao hứng đại ma thần vui vẻ vỗ mạnh bả vai của thạch hạo nói hắn chuẩn bị những nguyên liệu để nấu ăn và cùng một ít rượu ngon hôm nay không say không nghỉ lần trước khi rời đi thạch hạo đã để lại không ít thịt thiên thần cho thập ngũ gia ví như dao long tước hoàng kim hạc và còn một ít thánh tử nữa thời gian không lâu sau hoàng kim hạc đã được hầm nhừ trong đỉnh cánh long tước cũng đã được nướng vàng ươm trên bếp lửa còn có hương thơm của thánh dược tử phiêu lãng hôm nay ta sẽ chủ trì hôn lễ cho hai con thế nào hả sau khi hơi ngả ngả cơn men thì thập ngũ ra nói thế lập tức hỏa linh nhi cúi đầu việc này quá nhanh tuy rằng trong lòng có chút buồn lo vì phải từ biệt thế nhưng khi đề cập tới vấn đề này thì vẫn thấy có gì đó đột ngột ông có chuyện con vẫn chưa nói cho ông biết con sắp bước lên một con đường tu hành rất đặc biệt sẽ rời khỏi nơi này rất là lâu cũng chẳng biết tương lai sẽ ra sao lúc này cũng không thích hợp để nói về tư tình nhi nữ thạch hạo nói hắn bí mật truyền âm nói cho tổ phụ biết con đường kia rất nguy hiểm sống chết khó đoán sự ly biệt sắp tới cho nên hắn không muốn làm gì có lỗi với hỏa linh nhi lỡ đâu không trở về được thì sẽ ra sao con đi vào nơi sâu cấm khu à đại ma thần nhíu mày thật sự không nỡ để đứa tôn nhi này đi vào đó bầu không khí trở nên nặng nề vẻ lúng túng của hỏa linh nhi liền biến mất thay vào đó là vẻ mất mát cứ như thế mà ly biệt ư con đường phía trước rất mênh mông năm nào thì mới có thể gặp lại nhau thập ngũ ra là người hiểu chuyện cho nên cũng không hề ngăn cản tôn nhi mình đó là con đường của hắn càng không thể tùy ý chủ trì hôn lễ được bởi vì lỡ đâu tôn nhi mình gặp ra chuyện ngoài ý muốn nào đó chẳng phải sẽ làm hại tới thiếu nữ trước mặt này hay sao thạch hạo ở đây hai ngày với tổ phụ mình rồi sau đó lên đường hỏa linh nhi thở dài trong lòng đầy u sầu thạch hạo mang theo nàng về hướng tội châu đi tới nơi ẩn cư của hỏa hoàng hắn muốn ở đây chờ hỏa hoàng trở về nhưng hỏa linh nhi lắc đầu trong mắt đầy hơi nước ngược lại nàng rất muốn cùng hắn đi vào nơi sâu trong khu vực không người kia quá nguy hiểm ta không yên lòng khi để nàng bước lên con đường này thạch hạo không đáp ứng cứ ở đây đi hỏa hoàng sớm muộn gì cũng sẽ trở về hãy đi cùng với người thạch hạo nói rồi nhìn về phía sói con cố gắng tu hành bảo vệ linh nhi cho thật tốt đó đưa ta về lại khu hỏa tăng lâm đi ta muốn ẩn cư ở đó đột nhiên hỏa linh nhi mở miệng nàng muốn trở lại trong khu rừng hỏa tăng đầy yên tĩnh đó trong lòng thạch hạo chấn động dâng lên một cảm khác khó tả dâu lửa nở hoa đâu đâu cũng là màu đỏ đậm lại tới nơi này hỏa tăng thụ lắc lư theo từng làn gió mắt lùa khắp núi đồi từng cánh hoa tựa như là những miếng kim cương đỏ không ngừng phấp phới hương thơm lan tràn trong rừng từ cánh hoa đỏ rực lấp lánh tựa như ánh chiều lấp ló ta rất thích nơi này hỏa linh nhi thì thầm rồi nhìn về những cây cổ thụ đỏ rực xa xa là những thôn nữ đang hái dâu trái tim của nàng tựa như yên tĩnh trở lại bởi vì nơi đây có những ký ức cũ còn có hy vọng đã từng chờ đợi một người ở nơi này lại có thể giúp cho tâm tình của một người trở nên yên tĩnh và đầy thỏa mãn sắp sửa ly biệt thạch hạo yên lặng ngắm nhìn nàng không biết nói gì cho tốt dâu lửa nở hoa một năm rồi lại một năm ta sẽ luôn ở đây chờ ngươi trở lại hỏa linh nhi nhìn chằm chằm hắn nghe được lời nói của nàng nhìn được ánh mắt của nàng khiến lòng thạch hạo bồi hồi lúc này chợt cảm thấy chua sót con mắt của hắn tươi như hơi cay nhất định sẽ gặp lại mà Thạch Hạo nói, tuy rằng có chút hơi chua xót thế nhưng lời nói vẫn rất kiên định. Hỏa Linh Nhi ngẩng đầu nhìn hắn, rồi nhìn về những cánh hoa đầy lấp lánh đang phấp phới bay lượn kia, chợt hàng lệ nóng lăn dài nhưng lại nở nụ cười tươi nói, ngươi cũng nên đi rồi, có những người không cách nào níu giữ, có một số thứ đáng để trở thành hồi ức, nàng cũng không hề khóc lóc suốt mất đau đớn, chỉ là bình tĩnh đưa tiễn, miệng mang theo nụ cười tươi, mặt đượm hàng lệ nóng tiễn Thạch Hạo, Thạch Hạo buồn bã, vẻ lo sợ trong lòng chợt nhúc nhích, hắn đi được vài bước thì chợt dùng chân rồi quay đầu nhìn lại, khó mà chuyển bước được, hắn không ngừng nghĩ ngợi, lần đi này là vì cái gì, chẳng lẽ mục tiêu cả đời là trên con đường tu hành ư, nếu tiếp tục như thế, thì sẽ có một ngày hắn có thể đặt chân lên đỉnh cao nhất, liếc nhìn xuống khắp thiên hạ thế nhưng khi ngóng trông lại, khi suy tính lại thì sẽ bỏ qua bao nhiêu người, và sự việc đáng giá trong cuộc đời, đáng ư, thạch hạo dạo bước với nàng trong hỏa tang lâm này, trên đường đi cả hai đều im lặng, và cũng không biết bao lâu thì rốt cuộc cũng phải từ biệt, hắn không thể dừng lại được, bảo trọng, ta sẽ trở lại. Thạch Hạo nói, hắn từ từ bay lên trời cao rồi vẫy vẫy tay về sau, càng ngày càng đi xa, bóng người từ từ biến mất trong ánh tà dương, rốt cuộc Hỏa Linh Nhi cũng không cách nào kìm nén được nữa, nàng khóc quá thành tiếng trong khu rừng dâu lửa này, nước mắt che kín cả gương mặt, những tiếng tiễn biệt phát ra thành lời rồi dùng sức vẫy tay về phía trước, trong lòng Thạch Hạo run lên, Hỏa Linh Nhi không nhìn thấy hắn, thế nhưng hắn đã tu ta thiên nhãn thông, hắn từ phía cuối chân trời có thể nhìn thấy được bóng ảnh cô độc, dưới ánh chiều tà đó, hắn rất muốn dừng lại, thế nhưng khó có thể quay đầu, con đường kia hắn nhất định phải đi cứ thế mà đi à giữa bầu trời có một người trung niên đi tới hắn quan sát kỹ thạch hạo tay áo phấp phới vẻ mặt không giận mà uy hỏa hoàng thạch hạo nhận ra hắn lúc ở hạ giới thì từng gặp mặt qua và được sự chỉ điểm của người này và còn từng được hắn cứu viện nữa tiền bối thạch hạo mở miệng phong thái của hỏa hoàng vẫn như xưa nhưng hai mắt thì sâu lắng hơn nhiều không còn mặc chiến bào nhân hoàng nữa mà giờ đã phản phát quy chân hiện ra vẻ ôn hòa bản thân toát lên vẻ đại đạo chỉ là lúc này tâm tình của hắn chập chờn khó mà bình tâm nhìn thạch hạo rồi lại nhìn về phía hỏa tăng lâm ở nơi xa lúc này chợt thở dài một hơi tại sao ngươi không cho con bé một tia hy vọng hỏa hoàng hỏi rồi nhìn chăm chăm thạch hạo hai mắt hắn tựa như là bó đốt đầy hừng hực thần quang màu vàng tỏa ra thạch hạo ngơ ngác không hiểu lý do vì sao ta sẽ trở về chỉ cần ta còn sống thì nhất định sẽ trở về thạch hạo hứa vậy tại sao giờ lại không thể ở cùng nhau dù chỉ trong vài ngày ngắn ngủi thậm chí chỉ cần vài canh giờ hỏa hoàng nói thạch hạo nhìn về phía trời xa nói chuyến đi xa lần này ta không biết năm nào có thể quay trở về không hề sợ kẻ địch mà chỉ sợ nhất thương hải tăng điền rồi lầm lỡ vụt mất nàng, lầm lỡ vụt mất gì chứ, ngươi cảm thấy khi rời đi như vậy thì Linh Nhi sẽ quên đi tất cả, sẽ sống một cuộc sống mới, Hỏa Hoàng căm tức, Thạch Hạo nghe vậy thì chợt cảm thấy hổ thẹn nói, ta không có ý đó, hành động này chưa chắc đã đạt được hiệu quả như kia, tuy ngươi rời đi thế, nhưng Linh Nhi sẽ vẫn không thể nào quên được, cả đời này sẽ chìm đắm trong cảnh sầu lo, cứ như thế thì tại sao lại không ở cùng nhau, dù cho là một ngày thì hãy cho con bé một tia hy vọng, giúp nó hiểu rõ, Hỏa Hoàng trách mắng, ta, Thạch Hạo như muốn nói gì đó, thế nhưng không cách nào thành lời được hắn muốn nói nếu như mình chết ở biên hoang chết ở vực ngoại thì tới lúc đó chẳng phải lại càng khiến hỏa linh nhi đau đớn khốn khổ hơn sao nhưng hắn lại nghĩ tới nếu rời đi như vậy nếu không giải quyết mọi chuyện thì chắc chắn kết quả sẽ là như thế sẽ có một cô gái yên lặng ngóng chờ ở trong hỏa tăng lâm này được ta sẽ trở lại thạch hạo nói hắn hóa thành một luồng cầu vòng từ phía chân trời lao vụt trở lại nhằm về phía hỏa tăng lâm rồi từ từ hạ xuống trong rừng một cô gái cô độc đang dựa vào một cây dâu lửa khóc đầy đau đớn thân thể yếu đuối đó lắc lư khó lòng mà đứng vững được con mắt của thạch hạo cây xè nhanh chóng lao tới hai mắt của hỏa linh nhi tựa như mờ đi hàng nước mắt nóng rát rơi là trả, nàng rất cô độc và cũng rất tuyệt vọng tràn đầy vẻ chơi vơi nội tâm thì trống rỗng nhưng mà lúc này nàng chợt nghe được một âm thanh trước mắt nàng chợt xuất hiện một bóng người xuyên qua màn lệ nóng nàng như nhìn thấy bóng dáng của thạch hạo Nàng cũng không có dừng lại cơn khóc thành tiếng của mình, cũng đã rời đi rồi vì sao lại trở về chứ? Là ảo giác mà thôi, hy vọng ở nơi phương xa ngươi sẽ mạnh khỏe. Nhìn về bóng người phía trước, nàng thấp giọng cầu mong cho hắn, "Ta đã đi đâu?" Thạch Hạo đưa tay khoác lên hai bờ vai yếu đuối của nàng rồi dùng sức lắc lắc, nói cho nàng biết đây không phải là ảo giác, hắn vẫn còn nơi đây, "Ngươi không phải rời đi rồi à?" Hỏa Linh Nhi run giọng nói rồi nhanh chóng quệt đi dòng lệ nóng nơi khóe mắt, lập tức trước mắt hiện rõ và rồi nhoẻn miệng cười tươi, cảm thấy cả thế giới này chợt sáng bừng lên. Thạch Hạo xấu hổ, không biết an ủi ra sao cả hỏa hoàng thì đứng ở đằng xa chứ không hề tiến tới hắn lặng lặng đứng nhìn phụ hoàng rốt cuộc thì hỏa linh nhi cũng phát hiện ra hắn lúc này lộ vẻ ngượng ngùng cùng với vẻ không muốn rời xa hôm nay buồn vui đan sen u sầu đầy cõi lòng những người quan trọng nhất của nàng đều xuất hiện cả khiến cho sầu não trong lòng tan biến đi không ít con gái ngoan nếu hai đứa đã có chút duyên phận thì cũng nên nắm lấy đừng tạo nên chút tiếc nuối nào hôm nay ba sẽ chủ trì hôn lễ cho các con hỏa hoàng kiên định nói phụ thân hỏa linh nhi ửng hồng trên gương mặt dàn ruộ nước mắt nhìn ba mình có kính nể có buồn giàu và cũng có vui sướng, chúng ta đều là người tu hành cả, không nhất thiết phải tổ chức rườm rà làm gì, cứ đơn giản mọi thứ, ta sẽ làm chủ buổi hôn lễ này, Hỏa Hoàng quả quyết nói, ở dưới nắng chiều, Hỏa Hoàng ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn, đầu tiên là hô lớn để hai người cúi lạnh thiên địa, tiếp là nhận lễ bái của hai người, sau cùng là vợ chồng giao bái và kết thúc cuộc lễ, chỉ đơn giản như thế, bỏ đi tất cả những thứ rườm à khác, không hề mời gọi bạn bè chỉ cần có hỏa hoàng chứng kiến thì hai người xem như đã thành phu thê thạch hạo vô cùng thẹn với lòng việc này hắn cũng không biết là tốt hay xấu rời khỏi ba ngàn châu và đi tới cổ giới khác, con có thể sẽ gặp rất nhiều loại nữ nhân, thậm chí là con gái của chân tiên, cha không hề bắt ép con chuyện gì cả, cha chỉ cần con đừng quên rằng, ở nơi này còn có một cô gái đang chờ mình, Hỏa Hoàng nghiêm túc dạy bảo, con sẽ không quên, Thạch Hạo trịnh trọng khẳng định, rất tốt, dù cho con quay về, thậm chí cả đời cả kiếp này cả hai không thể gặp lại nhau, thì con cũng phải nhớ lấy nàng, Hỏa Hoàng nhìn chằm chằm hắn rồi nghiêm khắc nhắc nhở, Thạch Hạo cũng không hề tức tối mà trái lại rất là cảm động, có một phụ thân như vậy thì đáng để kính trọng, hít sâu một hơi rồi hắn nói, xin hỏa hàng hãy yên tâm, con chắc chắn sẽ trở về. Hỏa Linh Nhi khóc nấc, ba ngàn châu đã rất lớn rồi, thế nhưng bên ngoài còn có thế giới mênh mông hơn nữa, cửu thiên thập địa cùng với biên hoang, tràn đầy những biến số và sự khó lường, nếu như có chinh chiến, sơn hà trong thiên hạ bị nhuộm đỏ bởi máu tươi, vào lúc đó làm sao gặp lại, và có thể gặp lại nữ, thạch hạo hiểu rõ tâm ý của nàng, nghĩ đi nghĩ lại rồi lập lời thế nói, nếu như có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cả đời này không thể gặp lại, thì con nhất định nghĩ biện pháp tìm về tìm bằng cách nào hỏa hoàng chỉ thở dài một tiếng nếu như không thể tương phùng nếu như thương hải tăng điền nếu như không thể gặp lại giọng thạch hạo chợt run run rồi hắn ngẩng cao đầu ánh mắt như cầu vồng nói ta sẽ thay đổi tất cả ta sẽ tìm được toàn bộ sẽ bước từ trong luân hồi ra tiếng nói của hắn không lớn thế nhưng lại dẫn tới dị tượng trong hư không chợt xuất hiện và đánh xuống một luồng chớp đầy đáng sợ nhưng thạch hạo vung quyền đánh lên trời cao toàn bộ đều bị tan nát không hề có một tia điện nào có thể đánh xuống hỏa hoàng biết có vài lời có chút hành động sẽ dẫn lời lôi điện dáng từ trên trời xuống dị tượng vô cùng kinh thế con chắc chắn có luân hồi ư? Hỏa Hoàng hỏi hắn, "Con không chắc." Thạch Hạo nói, "Vậy thì con nói những lời đó có ý nghĩa gì chứ? Nếu như không có thì con sẽ tạo ra một cái luân hồi, sẽ tìm được toàn bộ." Thạch Hạo đáp, Hỏa Hoàng khoát tay áo rồi không tiếp tục nói về vấn đề nặng nề này nữa. Đêm đó, Thạch Hạo chăm lo Hỏa Linh Nhi, không hề liên quan tới hành động nam nữ, chỉ có tình cảm, không có phòng ốc, không có bàn ghế, bọn họ chỉ yên lặng ngồi dựa vào nhau dưới màn đêm yên tĩnh và cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Hai người tựa lưng vào nhau và nói đủ thứ trên đời, tựa như muốn nói hết tất cả những chuyện trên đời mãi cho tới bình minh mãi cho tới một tia sáng ló dạng thì mới dừng lại lưu luyến không rời bốn mắt nhìn nhau rốt cuộc thì cũng không biết nên nói ra sao cuối cùng cũng nên rời đi rồi thế nhưng tâm của hỏa linh nhi tự hồ đã yên bình trở lại đi đi ta sẽ chờ chàng chỉ đơn giản vài chữ trên mặt nàng hiện vẻ ôn nhu đón lấy ánh bình minh với nụ cười đầy tinh khiết và cũng rất sán lạn ta đi đây thạch hạo đứng dậy rồi chào biệt hỏa hoàng cáo biệt hỏa linh nhi hắn bay vút lên trời cao và biến mất từ đó hắn vụt qua hư không mãi tới khi rời xa tội châu thì mới không đành lành hết dài một tiếng khiến cả hư không sụp nứt bầu trời bị khuấy động thạch hạo hóa thành một con côn bằng thân thể vàng óng mang theo lốm đốm đen hai cánh răng rộng che kín trời cao rồi vút thắng chín vạn dặm bay thẳng về cuối chân trời hôm đó rất nhiều người khi nhìn thấy con côn bằng này thì trong lòng giấy lên vẻ kinh ngạc vô biên thượng giới càng ngày càng náo nhiệt không cách nào bình lặng được thạch hạo dựa theo ước định nên đã tới bên ngoài khu vực không người này thế nhưng chỗ này hoàn toàn khác với khu vực tiến vào di địa tiên cổ kia chỗ này cách tới mấy chục châu đây là một khu vực rất đáng sợ, thường ngày rất ít người dám đặt chân vào, mà khu không người dẫn tới tiên cổ thì tuy rằng có nguy hiểm, thế nhưng gần như đã được người thăm rõ kỹ lưỡng và có thể tiến vào, Thạng Châu, khu vực biên giới, ngăn giữa chính là những ngọn núi không lồ cao vút trong mây trắng, Thạch Hạo đứng nơi này nhìn về trước, những ngọn núi bên trong cấm khu quá lớn, khí thế hùng dũng tựa như đang đỡ lấy một tòa cung điện của thiên đế, ở giữa sườn núi là từng làn sương mù lượn lờ, đó chẳng hề giống với núi cao, mà như là một cây cột chống cả trời xanh, người đã quyết định, cách đó không xa, Bên trên một ngọn núi thấp xuất hiện ba đại trí tôn của vực ngoại, bọn họ ngồi xếp bằng nhìn Thạch Hạo ở bên dưới, ngoài ra, Lâm Thiên, cô gái mắt lam cũng đứng bên cạnh đầy cung kính, yên lặng lắng nghe dặn dò, "Ta đã quyết định, Thạch Hạo nói, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể bước lên hành trình, ngươi sang một bên nghỉ ngơi đi." Trên tòa núi thấp có một vị trung niên nhấn tay một cái, trong hư không xuất hiện một chiếc bồ đoàn, được biện thành từ thần thảo màu trắng lấp lánh đầy ánh sáng, thi thoảng còn có từng hồi âm thanh tụng kinh vang lên, nhóm năm người đứng ở một bên kia đều kinh ngạc không thôi, đặc biệt là Lâm Thiên càng lộ vẻ hâm mộ, tựa như rất thích chiếc bồ đoàn đó, Thạch Hạo cũng không nhiều lời rồi lăng không tiến tới ngồi xếp bằng lên trên, và nhắm mắt nghỉ ngơi, trong phút chốc, trong lòng hắn chợt chấn động, chiếc bồ đoàn này rất kỳ lạ, hắn chỉ vừa mới ngồi xuống thì đã khiến lòng trở nên yên lặng, không sầu không lo, rất nhanh, hắn liền rơi vào cảnh giới không linh, tựa như muốn ngộ đạo, bồ đoàn này ra sao đây, hắn âm thầm suy đoán, như là biết hắn đang suy nghĩ gì thì cô gái mắt xanh cười nói đây không phải là một chiếc bồ đoàn được bệnh từ thần thảo bình thường đâu đó chính là thứ được lấy trong động phủ tiên ra đó thạch hạo giật mình hắn biết bên trong cửu thiên thập địa có rất nhiều cơ duyên và có không ít tạo hóa tất nhiên sẽ không hề thiếu những cổ động chân tiên chân chính nhưng hiện giờ chiếc bồ đoàn mà mình đang ngồi bên trên lại có quan hệ với tiên việc này khiến hắn khá là giật mình rất nhanh hắn liền thoải mái Đồ vật tương tự như vậy cũng không phải là chưa từng chiếm được, năm xưa từ trong tổ côn bằng thì hắn từng mang ra một thứ như vậy, thế nhưng chiếc bồ đoàn đó đã để cho hoàng điệp nuốt rồi, đó chính là hành động phá của, nếu bị người khác biết thì chắc chắn sẽ chửi rủa hắn, đảo mắt đã mấy ngày trôi qua, lúc này Ninh Xuyên đã tới, Trích Tiên cũng xuất hiện, thập quan vương tái xuất, trừ bọn họ ra thì còn có rất nhiều người, không hề dưới 10 vạn, không hề ít người thế nhưng nếu so sánh với việc tiến vào trong di địa tiên cổ thì vẫn còn quá ít, bởi vì lần đi này quá nguy hiểm là cử tử nhất sinh, không biết sẽ có bao nhiêu người còn sống. Nè, bên này nè, Thạch Hạo nhìn thấy một tên mập ục ịch trong đám người này, thì vẫy tay gọi tới, đó chính là Tào Vũ Sinh. Ngoài ra, Thạch Hạo còn nhìn thấy một vài người quen cũ, ví như Phượng Vũ của thư viện Thiên Tiên, Nguyệt Thiền của Bổ Thiên giáo, mà nữ của Tiệt Thiên giáo, các nàng đều tới cả. Ngoài ra cũng có một vài cừu địch, tựa như cô Kiếm Vân của Kiếm Cốc chẳng hạn. Khi quan sát kỹ thì trong 10 vạn người này, cũng có không ít tuấn kiệt có thân phận và địa vị không bình thường, đội hình rất là hùng dũng. Ta lặp lại lần nữa, lần này hơi tí sẽ bỏ mạng. Các ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ, hiện giờ rút lui vẫn còn kịp." Một vị trung niên ở trên ngọn núi thấp mở miệng, nhắc nhở lần cuối cùng, tuy rằng có tiếng xì xào thế nhưng cũng chẳng ai lùi bước. "Được rồi, vậy thì bắt đầu thôi." Trên ngọn núi thấp, một vị trung niên vung tay áo, thiên phong cuồn cuộn, bên trong khu vực không người xuất hiện một luồng ánh sáng lấp lánh, hóa thành một đại lộ kim quang trải dài về trước, chính là con đường này một khi các ngươi bước lên thì chỉ cần kiên trì tiến về trước là có thể tìm được tòa cổ thành kia theo ống tay áo của người này mở rộng thì bên trong cấm khu hiện lên rất nhiều ký hiệu tựa như đã được kích hoạt rất nhiều con đường cổ phủ đầy bụi được mở ra nghênh đón người thí luyện tiền bối con đường này người đã đi qua chưa trích tiên mở lời ta chưa hề đặt chân lên con đường này thế nhưng ta có những biện pháp khác để tiến vào tòa thành cổ kia người đàn ông trung niên đứng trên ngọn núi thấp trả lời câu này vừa ra đã khiến cho không ít người trắng xanh mặt mày ngay cả vị trí tôn này cũng chưa hề đi qua thì bọn họ đi tới để làm gì ta rút lui vừa nãy không hề có ai rút lui thế nhưng hiện giờ liền có tới hơn cả vạn người rút lui không muốn tiến bước còn có ai nữa không tam đại trí tôn đứng thẳng dậy rồi quét nhìn mọi người được nếu như đã không còn ai thì lên đường đi ba người cùng thi pháp mây mù nơi đây lập tức ngút trời cốt văn tựa như hải dương đưa những người không lùi bước tiến lên con đường này thạch hạo bên này nè tên mập tảo vũ sinh hô lớn nhưng mà hắn liền thất vọng sau khi tam đại trí tôn xuất thủ thì tất cả mọi người đều tựa như mưa rơi lần lượt đi vào trong cấm khi mọi người chia tách rất ít người đi cùng nhau đều phân tán ở bên trên những con đường cổ này con đường này rộng tới tám ngàn dặm dài thì không cách nào tưởng tượng nổi nó nối thẳng tới nơi sâu nhất trong khu không người có người xuất hiện ở ngoài trăm vạn dặm mà cũng có người xuất hiện ở nơi bắt đầu đây là kết quả do tam đại trí tôn liên thủ vận dụng đại thần thông chia tách mọi người với nhau thạch hạo cất bước bên trong khu cổ địa này hắn cảm thấy chẳng hề giống như trong rừng rậm mà là đang ở trong một sa mạc đầy hoang vu bởi vì nơi đây quá yên tĩnh mặc cho cổ thụ che trời thảm thực vật xanh um tùm thế nhưng lại chẳng hề có chút tiếng động nào không hề thấy chim chóc chẳng hề nghe tiếng thú gầm thậm chí ngay cả sâu kiến cũng chẳng thấy tăm hơi nơi đây quá kỳ lạ nhưng bản thân đã chân chính đặt chân vào khu vực không người rồi không có người đồng hành ít nhất hiện giờ hắn không hề thấy bất kỳ ai thạch hạo mở thiên nhãn cẩn thận đánh giá toàn bộ cảnh vật nơi này bất cứ dị thường nào đều không bỏ qua bởi những cục bùn nhão Giọt nước mưa ở trong khu vực này cũng có thể giết chết giáo chủ, đột nhiên, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền tới, ở bên ngoài mấy chục dặm có tu sĩ sợ hãi hét lớn, Thạch Hạo nhíu mày, thân thể trật động, rồi như một vệt ánh sáng gián chặt với vùng rừng núi này, hắn nhanh chóng vụt tới chỗ tiếng hét vừa nãy, thế nhưng làm hắn giật mình chính là, tuy rằng tiếng hét kia phải tới mấy chục dặm, thế nhưng chạy tới mấy trăm dặm sau thì mới phát hiện được, hình ảnh trước mắt khiến hắn hoảng sợ vô cùng, bên trên chạc cây cổ thụ có tới mười mấy thi thể, nói chính xác hơn là, mười mấy bộ da người đầy khô quắt, cũng không phải là da người bị lóc ra mà là bị thứ gì đó hút cạn máu huyết, làm tan chảy xương cốt, nuốt chửng hết cốt tủy nội tạng, chỉ còn lại mỗi lớp da bên ngoài đang bồng bềnh trước gió, treo lơ lửng trên cành cây, ánh mắt của Thạch Hạo đầy lạnh lẽo, đó là thứ gì mà lại kỳ lạ như thế, thần thức của hắn chưa hề bắt được, tuy rằng hắn nhanh chóng lại đây, thế nhưng cũng không hề biết tình huống cụ thể ra sao. Xoẹt, đột nhiên, một cây cỏ khô lắc lư rồi đâm thẳng về phía hắn, Thạch Hạo né tránh, tiếp đó cây cỏ khô kia ầm một tiếng, đâm thẳng vào một ngọn núi lớn màu đen cao vút trong mây thành bột mịn, Thạch Hạo xoay người nhìn về một hướng, keng, hắn rút ra tiên kiếm đại la có thể khiến hắn sử dụng thanh kiếm này thì chắc chắn đã nổi lên sát ít hoặc là một tình huống không hề lạc quan nào đó một nụ cười ghê rợn truyền tới mang theo hàn ý vô tận tiếp đó là một loại cổ ngữ trước người chưa từng nghe ai nói qua loại cổ ngữ này không ngừng vang lên trong rừng rậm và mang theo ác ý vô cùng thạch hạo tuy nghe không hiểu thế nhưng lại nhận biết được thần niệm của nó vượt qua biên hoang thì đã thấy được nhiều đồ ăn như vậy rồi quả là may mắn mà Lời này đại khái là như thế, lúc này Thạch Hạo dùng mình một cái, hắn biết, có đại sư xảy ra rồi, e rằng ba đại chí tôn kia cũng sẽ không nghĩ tới, con đường này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, lại có sinh linh ở bên kia biên hoang sông tới đây, đây là một chuyện động trời, là sinh linh ra sao? Thạch Hạo trừng mắt, cổ thụ liên miên cao tới mấy trăm trượng, những chiếc lá trong suốt, bóng cây lắc lư, rất nhiều dây leo to như vậy nước uốn quanh, trông rất nguyên thủy, chỉ là, quá yên tĩnh, Thạch Hạo tay cầm tiên kiếm đại la: không ngừng đề phòng và đảo mắt tìm kiếm khắp nơi. Bỗng nhiên, nơi xa chuyển tới những âm thanh chạy trốn, có người đang tiến tới, là tu sĩ thuộc ba ngàn châu đang lao nhanh tới đây. Cẩn thận, Thạch Hạo lớn tiếng nhắc nhở. Sinh linh vượt qua biên hoang kia không hề ra tay với hắn, mà phát ra một luồng gợn sóng kỳ lạ về phía người đang chạy tới đây. Tiếng hét thảm vang vọng, người đang chạy tới đó phản ứng không kịp, nên mất mạng ngay lập tức. Thủ đoạn như vậy khiến Thạch Hạo sợ hãi trong lòng, hắn không hề lùi bước mà nhanh chân vọt tới, bởi vì hắn biết chắc chắn sẽ không thể bình yên rời đi, mà sẽ phát sinh một trận đại chiến. Nơi đó, bên trên một gốc cây tựa như là cầu long, có một sinh linh thân người đầu voi đã mất mạng vẫn như trước kia cốt tủy phủ tạng huyết nhục đều bị hút sạch sẽ và chỉ còn sót lại mỗi bộ da bên ngoài bộ da này dính trên thân dây leo và lượn lờ trước gió trên gương mặt đầy vẻ sợ hãi lại một vị tu sĩ bị ngộ hại nơi đây lại khôi phục vẻ yên ắng tồn tại kinh khủng kia cũng không có đối phó thạch hạo ngay mà rơi vào lặng yên nhưng mà trong lòng thạch hạo chợt phát hiện có một thứ gì đó đang âm thầm quan sát hắn lúc này da thịt cả người căng cứng lông tóc dựng thẳng cảm thấy mình như bị một con dã thú từ thời hồng hoang nhìn chằm chằm tựa như gặp phải đại địch cảm giác nguy hiểm này khiến hắn lạnh toát toàn thân tuy rằng đề phòng tột độ khẩn trương không gì bằng thế nhưng trong lòng thạch hạo lại nặng như đá tảng chẳng hề xảy ra những việc nguy hiểm như hắn tưởng tượng nếu như sinh vật này đủ mạnh thì sẽ không thăm dò quan sát hắn mà chắc chắn sẽ nuốt chửng ngay thạch hạo nhíu mày sinh linh này lại có thể ẩn núp trong hư không mặc dù có thiên nhãn nhưng cũng khó phát hiện được kẻ này tìm thấy rồi trong mắt hắn lóe lên tinh quang thiên nhãn không có thể nhìn thấu hư vọng bắt lấy bản nguyên hắn phát hiện ra một chùm đen thui trong hư vô nhưng trong giây tiếp theo thì hai mắt của hắn chợt đau nhói nơi đó xuất hiện một luồng ánh đỏ tựa như là một cây đinh đâm thẳng hai mắt hắn ánh đỏ lóe lên sinh vật kia biến mất xoẹt thạch hạo vung mạnh kiếm thai về sau đây là một loại bản năng mà thôi bởi vì sau lưng của hắn lông tơ dựng thẳng da gà nổi dày như nguy hiểm đang tới gần keng tia lửa văng khắp nơi một chùm cốt văn bị tiêu diệt một chùm sáng do sinh vật kia phát ra đã chặn đứng kiếm thai đồng thời một luồng nóng rực phả tới bên ngoài thân của thạch hạo việc này thật sự rất hiếm một đòn toàn lực của thạch hạo thì tiên kiếm đại la có thể cắt lìa trời cao có thể kích nứt bí bảo khắp nơi thế nhưng lúc này lại bị chặn đứng và bản thân thạch hạo lại gặp phải tập kích dưới chân hắn xuất hiện một chùm phù văn đó là xúc địa thành thốn hắn nhanh chóng lướt sang ngang đồng thời một vùng cổ mộc ở phía trước trở thành cho tàn và một ngọn núi lớn nổ tung trong hư không chùm đen kia biến mất hai hàng lông mày của thạch hạo nhíu chặt hắn hét lên một tiếng rồi cả người xuất hiện những đốm vàng mười vạn lông côn bằng lao ra tất cả đều do phù văn biến thành nhấn chìm cả hư không này nơi đây nổ tung mười vạn cọng lông này tựa như mười vạn thanh thiên kiếm đánh nát cả hư không rốt cuộc thì sinh vật kia cũng vọt lên và lộ ra bản thể nó tròn vo như quả bóng với đường kính tới một mét đen thui tựa như bị cháy khét hơn nữa có có những vết máu đó là một con mắt khi nó khép lại thì ẩn giấu trong hư không, khó mà phát hiện được, mà lúc nó mở thì trong con người ấy bắn ra ánh đỏ tựa như ngọn lửa, lại như tia chớp có thể phá hủy những vật chất hữu hình ngăn cản ở phía trước, mà lúc này, lúc nó mở to thì trong nháy mắt toàn bộ trời đất đều là ánh đỏ, nơi đây bị trùm sáng màu đỏ lòm mang theo một luồng uy nghiêm đầy đáng sợ bao phủ, tựa như rơi vào trong địa ngục màu máu vậy. Khà, từ lòng bàn tay của Thạch Hạo phóng ra một tia chớp vàng óng, tựa như là một dòng sông dài đang chảy ra ngoài, bí pháp của Lôi Đế, trong mắt này dùng cổ ngữ kỳ lạ nói, Thạch Hạo tự nhiên sẽ không hiểu thế nhưng thông qua thần niệm, thì có thể hiểu được đại khái ý nghĩa trong đó, người cũng biết, quỷ con, ta biết rất nhiều chuyện đó, trong mắt nói thế, ừm, um. trong mắt mở to, sương mù đỏ lòm lan tỏa chặn lại lôi điện đang lao tới, đồng thời trong hư không chợt xuất hiện những vết máu đầy kinh khủng, hư không xung quanh thạch hạo tựa như bị dồn ép tới mức méo mó, từng vệt vết nứt không ngừng ứa máu, thạch hạo dùng mình, huyết dịch có thể ăn mòn vạn vật này vây khốn hắn ở bên trong, trong đó có một ít huyết dịch bắn tới, hắn thử dùng ngón tay đụng vào, thì cảm thấy vô cùng bỏng rát, huyết trì tái hiện, diệt, trong tiếng gào lớn của trong mắt thì hư không uốn éo và xuất hiện một cái huyết trì Bên trong đều là màu đen với sức mạnh kỳ dị, tựa như muốn nuốt chửng Thạch Hạo vào trong, hắn rốt cuộc cũng biết vì sao sinh vật này chỉ để lại một bộ da khô quắt, bởi vì tất cả đều bị nuốt vào như thế, lôi phạt, Thạch Hạo hét lớn, hai tay kết ấn, hiện ra hàng loạt bảo quang trong hư không, đồng thời trong thiên địa không ngừng cuộn lôi điện, tựa như là cơn mưa tầm tã đang trút xuống, tiếp đó, ở trước người hắn xuất hiện một cái lôi trì ẩn chứa hàng loạt ánh chớp, có thái âm hồ quang, có ngũ hành thần lôi, có hỗn độn ánh điện, đây chính là đại pháp lôi đạo mà mấy lần độ kiếp hắn đã lĩnh ngộ mộ ra, một lần thi triển có thể xuất ra cả một cái lôi trì răng rắc, ánh điện xoèn xoẹt, tia chớp như mưa hình thành, nên sức mạnh mang tính hủy diệt chống lại ao máu kia, cuối cùng hai tòa huyết chỉ cùng sông về một phía, nơi đó tỏa ra ánh sáng chói lóa. trong nháy mắt này không một ai thấy được thứ gì, chỉ có lôi điện, chỉ có huyết dịch, những thứ khác đều bị che mờ. mãi cho tới khi những thứ này biến mất, thì thạch hạo trở nên đầy tả tơi, chiến y bị nổ tung tới nát bấy, những vết thương chẳng chỉ, cả người đập nát mấy ngọn núi, cả khu rừng bị hủy không ra hình thù gì cả. mà đây cũng chỉ là dư âm mà thôi. quyết đấu vừa nãy đều diễn ra ở trong hư không cả, lôi chỉ không thấy đâu huyết chỉ cũng biến mất giữa bầu trời có một con mắt đen thui lơ lửng vết máu bên trên càng nhiều hơn một chút nó không ngừng di chuyển mang theo sát ý lạnh lẽo đáng tiếc mà ta chỉ còn lại mỗi một con mắt này nếu không hàng run dế như ngươi dù có tới hàng vạn hàng ngàn cũng không đủ để cho ta giết cổ ngữ tối nghĩa khó hiểu thế nhưng ý niệm lại rất rõ ràng nó không cam lòng cảm thấy ngay cả một sinh linh cấp thiên thần mà cũng không thể giết được quả thật quá mất mặt trong lòng thạch hạo chấn động bản thể của nó sẽ như thế nào sẽ mạnh ra sao ngay cả một con mắt mà đã đáng sợ như vậy rồi hắn cảm thấy dù giáo chủ có tới, thì hơn phân nửa cũng kém xa bản thể của nó. Lát sau, Thạch Hạo càng thêm sợ hãi hơn, bởi vì, khi trong mắt này chuyển động, thì lộ ra một vết thương vô cùng đáng sợ. Bên trong có một khúc chiến mâu đồng bị gãy và tràn đầy dì xét. Chuyện này, Thạch Hạo ngây ngốc, nếu không phải thanh mâu đồng kia đã hủy hơn nửa sinh cơ của trong mắt này, thì chắc chắn hắn sẽ không thể ngăn cản được. Nếu không phải có thương tích, thì ngươi cho rằng có thể làm càn trước mặt ta à. Viên trong mắt kia lạnh lùng nói, nếu như thất đại vương giả cái thế vô địch đang chấn thủ biên hoang kia ra tay, thì chắc chắn ngươi sẽ không thể xông qua được, là do thủ hạ của những người đó đã đánh trọng thương à? Ngươi may mắn đã lọt lưới. Thạch Hạo đối thoại với trong mắt này, thất đại vương giả, đó là nhân vật xa xưa cỡ nào chớ, vậy mà lại có người nhắc tới. Ha ha ha, trong mắt cười lớn mang theo ý lạnh cùng với sát cơ, trong lúc này thì lòng Thạch Hạo chìm xuống, chẳng lẽ nói, Thất Đại Vương giả đã không còn tồn tại nữa, tổ tiên của tội huyết, được mệnh danh là Vương giả vô địch, chấn thủ biên hoang, sở hữu công huân cái thế, chẳng lẽ lại chết đi một cách im lìm như vậy trong lòng thạch hạo chua sót có áp lực và cũng có bi phẫn tâm tình sụp sôi đan sen đầy mãnh liệt cái gọi biên hoang kia cũng sắp không tồn tại nữa rồi chúng ta sắp qua đây tới lúc đó thì thiên hạ sẽ thống nhất trong mắt lạnh lẽo nói người bớt nói nhảm đi tên sinh linh mạnh mẽ như ngươi mà cũng chỉ có một trong mắt trốn thoát lại còn bị người khác dùng mâu xuyên thủng suýt nữa thì bị hủy diệt ấy vậy mà còn tưởng toàn bộ sẽ xông lại đây à thạch hạo nói hy vọng sẽ biết được nhiều tin tức hơn biên hoang chắc chắn sẽ phải đánh tan trong mắt này cười nhạo rồi nhìn chằm chằm về sâu trong khu không người nói thương thế ta như vậy thì không nên ở gần biên hoang mà vùng cấm khu này cũng kỳ lạ thật có chiến mâu bất diệt đâm nhói cả ta lại có chuyện như thế thạch hạo giật này cả mình chính là thanh chiến mâu dì sắt trong vùng cấm khu này đã làm trọng thương trong mắt bỗng nhiên trong mắt không nói gì nữa tựa như đang suy tính điều gì tiếp đó là đột nhiên chớp chớp con mắt đỏ đậm tựa như biến máu cuộn trào sát khí càng thêm nồng nặc nó thì thào sau khi bị chiến mâu kia xuyên thủng thì mình chợp mắt chút xíu để nghỉ ngơi chỉ cho rằng mới có mấy canh giờ ấy vậy mà đã qua cả vạn năm rồi vạn năm năm tháng này xa xôi cỡ nào chứ viên trong mắt này đã bị thương và vừa mới tu dưỡng đã tới cả vạn năm thạch hạo thở dài sinh linh bực này quá đáng sợ thực lực mạnh mẽ rất may là nó đang trọng thương do bị chiến mâu đâm xuyên nếu không sẽ là một hồi tai họa lớn hôn mê một xí mà đã vạn năm chẳng thể dùng đạo lý để hình dung nữa ha 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 như người nói thì biên hoang không còn tồn tại nữa xem ra đã theo mây khói rồi Pê các ngươi đã thất bại, không thể qua đây được, Thạch Hạo chế nhạo, hy vọng khích đối phương và sẽ hiểu hơn thêm chút nữa, hiển nhiên, viên trong mắt này mặc dù bị tổn thương thế nhưng cũng là một con cáo già, hoàn toàn hiểu rõ ý của hắn, nhưng mà nó cũng cũng hề để ý tới, bởi vì nó có lòng tin, cũng chẳng hề nóng nảy gì về chuyện biên hoang cả nói, xem ra bọn họ đã thực hiện phương án hai rồi, cũng không có mạnh mẽ tấn công, ha ha ha, Thạch Hạo cười lớn, nhóc con, ngươi đắc ý lắm hả, trong mắt nhìn hắn mang theo sỉ nhục khinh bỉ cùng với một loại thương hại nói, ngươi nên đau khổ thì hơn, bởi vì sau khi thực hiện phương án 2 thì một khi bọn ta tới đây, cái gọi là ba ngàn đạo châu cũng sẽ không còn tồn tại nữa sẽ càng đáng sợ hơn ngươi đang nói gì thế thạch hạo rất muốn biết tình hình cụ thể chờ ngươi chết rồi hãng hay lúc đó ta sẽ nói cho tàn hồn của ngươi biết trong mắt lên tiếng rồi đập về trước thạch hạo hét lớn vận dụng hết thầy bảo thuật đại chiến với nó mấy năm vừa qua Thạch Hạo một đường tiến mạnh, cũng coi như là vô cùng ngang ngược, thế nhưng trước mặt lại rơi vào ngàn cân treo sợi tóc, viên trong mắt này mặc dù không đầy đủ thế nhưng lại lợi hại tới mức quỷ quái, ta không tin sẽ không giết chết được ngươi, Thạch Hạo hét lớn, viên trong mắt kia thì đỏ đậm như máu, toàn thân tỏa ra ánh sáng, khiến hư không vặn vẹo sụp đổ chẳng ra hình dạng gì, nó càng tức giận hơn, không ngờ lại suy yếu tới ức này, ngay cả một tên tiểu bối cũng giết không xong keng đúng lúc này thì thanh mâu gãy đầy rủ sét cắm bên trong trong mắt chấn động tiếp đó là tỏa ra ánh sáng hừng hực những gì đồng bong chóc ra và bên trên xuất hiện một nhóm cổ ngữ rực rỡ trong mắt hét lớn máu tươi không ngừng ứa ra toàn thân càng thêm cháy đen tựa như gặp phải đòn đánh nghiêm trọng ta biết ngay mà tàn binh như ngươi là do tiên khí sau khi vỡ nát lưu lại có ý chí tiên đạo, nó gào thét, đây cũng chính là nguyên nhân mà nó không cách nào ép thanh chiến mâu này ra ngoài được, trước sau đâm thẳng vào sâu trong con người, giết, thạch hạo hét lớn, đồng thời chiến mâu đồng kia cũng rung động khiến cho trong mắt hét thảm, máu tươi chảy dài, nó nứt toác và bị chấn thành hai nửa, trong mắt nứt toác, máu tươi tí tách, con ngươi đỏ lòm và đầy chói mắt, ánh đỏ chiếu rọi, đoạn mâu kia rung lắc khuấy trộn như muốn phá hủy đi trong mắt này, hàng loạt các loại bảo thuật của thạch hạo xuất hiện và lao về trước, hắn cảm thấy viên trong mắt này quá nguy hiểm, cần phải giải quyết càng nhanh càng tốt, xoẹt, máu đen không ngừng ứa ra, viên trong mắt này tựa như là một cái động không đáy không ngừng trào ra huyết dịch, từ đỏ đậm tới đen thui kèm theo đó là khí tức lạnh lẽo. Hà, Thạch Hạo kinh hãi, trong hư không lại xuất hiện một cái hố đen và nuốt chửng tất cả mọi thứ xung quanh, chính là do trong mắt kia biến thành, không ngờ nó đã biến dạng hoàn toàn như vậy. Thạch Hạo dùng toàn lực chống lại, bảo thuật Liễu Thần xuất hiện, mấy chục cành cây vàng óng lao vút ra rồi đánh nứt hư không, hòng làm tan ra hố đen ấy, người biết bảo thuật của nó nữa à? Hiển nhiên, viên trong mắt này rất sợ hãi, nó đầy lạnh lẽo, con người thâm thẳm, tuy rằng đã nứt toác ra thế nhưng lại phát sinh hào quang kỳ dị nó nhìn chằm chằm thạch hạo và lạnh giọng nói cây liễu kia còn chưa chết đúng không ẩm um, đúng lúc này bên trong trong mắt tựa như là vực sâu địa ngục đó có một cánh cửa nối liền với một con đường màu máu tựa như muốn thu thạch hạo vào trong nó đã động sát cơ bất chấp hậu quả hòng chấn áp và thu giữ thạch hạo chém thạch hạo vung thanh tiên kiếm đại la kiếm thai phát sáng rực rỡ những dấu tích bên trên thân kiếm trượt sáng lên một người đang phi tiên xương trắng lan tỏa mưa ánh sáng khắp nơi đầy sán lạn hả sao thế trong mắt kinh hãi nó phát hiện đoạn mâu gãy cắm trong mắt mình đang điên cuồng quấy phá là đang thiếu đốt và tỏa sáng có quan hệ với thanh kiếm thai kia nó kinh ngạc trong lòng dù là thạch hạo cũng cảm thấy được sự khác lạ cùng với nhịp vung kiếm của hắn thì đoạn mâu đồng kia tựa như thức tỉnh ở mặt trên có một nhóm chữ cổ cũng đang sáng rực theo không trong mắt hét lớn nó cảm thấy sợ hãi ẩm dấu ấn tiên đạo còn sót lại trong đoạn mâu gãy kia nổ tung thanh tàn khí này đã tự thiếu đốt chính mình và cứ thế phân hủy, cùng kéo viên trong mắt về phía hủy diệt, máu đen tung tóe, trong tích tắc trong mắt nổ tung, quá nhanh, ngay cả cánh cửa mà nó mở ra cũng nát tan và giải thể toàn bộ, tất cả hóa thành ánh máu và trở thành khói bụi, quá đột ngột, việc này khiến Thạch Hạo giật bắn mình, thanh kiếm thai trong tay đâm về đằng trước vừa khéo nhận lấy phần dư âm vừa nãy, tiếng kêu thê lương truyền tới rồi sau đó chợt yên tĩnh trở lại, nơi đây khôi phục lại vẻ tĩnh mịch, một luồng tàn linh của trong mắt bay ra rồi đánh thẳng lên trên kiếm thai, kết quả, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành cho bụi, không còn tồn tại nữa, hào quang biến mất, núi rừng khôi phục lại vẻ yên tĩnh vốn có nếu không có những bột bụi của đoạn mâu đồng và máu đen kia thì rất khó khiến người khác tin rằng vừa nãy đã xảy ra một trận chiến nơi đây từng xuất hiện một sinh linh phi thường đáng sợ thạch hạo kinh ngạc nhìn thanh kiếm thai trong tay của mình vật này có gì đó là lạ tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài đây là thứ được lấy từ tiên cổ là do ngũ quan vương năm xưa đánh mất nghe đồn thanh kiếm thai này là do thiên địa sinh ra từ một cổ quáng trong lòng đất thứ này thạch hạo không biết nói gì cả sau khi suy tính hồi lâu thì mới thu nói lại tiếp đó hắn lại nghĩ tới viễn trong mắt kia biên hoang bất ổn quả nhiên sẽ đại loạn thế gian này đâu đâu cũng là khói lửa tháng ngày máu chảy thành sông còn không xa nữa con đường này vẫn phải đi thạch hạo thở dài hiện giờ có suy nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích mà thôi việc quan trọng nhất hiện tại là nhanh chóng tăng mạnh tu vi quật khởi càng sớm càng tốt nếu không tới lúc đại kiếp nạn đổ xuống thì dù cho hắn có thiên phú cái thế cũng vô dụng mà thôi chưa trưởng thành thì dù là rồng con cũng sẽ trở thành đồ ăn tiếp đó hắn ra sức chạy về trước bên trong cấm khu này rất là kỳ lạ có một số nơi có thể phi hành và cũng có rất nhiều chỗ không biết vì sao lại xuất hiện những pháp tắc kỳ lạ sẽ ép người từ trên vòm trời xuống dưới, tựa như là đang nhắc nhở rằng, kẻ xâm nhập phải kính nể nơi này, không được khinh nhờn, không được bay loạn, trên đường đi hắn vượt qua không ít tu sĩ, cũng không phải tốc độ của những người này nhanh nên mới đi trước hắn, mà bọn họ đã được đưa thẳng tới nơi đây, có người cách cả hàng chục, hàng trăm vạn dặm, nhưng mà, trên đường đi hắn cũng thấy không ít thi thể, trên người bọn họ chẳng hề có chút thương tích nào, mà thay vào đó là nụ cười tươi vẫn nằm trên môi, chuyện như vậy hắn cũng không có thời gian để đi tìm hiểu, ở nơi đáng sợ như vậy mà còn tra xét, thì khả năng sẽ đẩy mình vào trong cũng nên. Đột nhiên, phía trước tung tóe xương máu, trên mặt đất có không biết bao nhiêu bộ thi thể, có thể nói là đã bị diệt sạch toàn bộ. Sau khi tới nơi thì Thạch Hạo dừng lại, hắn rời xa Ba Ngàn Châu cũng chưa tới trăm vạn dặm, thế nhưng đã liên tiếp rơi vào hiểm cảnh, nên khiến hắn tập trung tinh thần tới cao độ. Bước chân của hắn chậm lại, từ từ cất bước về trước, con đường này không thể tránh né được, bởi vì bên trên không trung có từng đại tinh màu xanh lam đang lơ lửng cách mặt đất chưa tới trăm trượng mà hai bên đường cũng có những đại tinh bị phá hủy rớt xuống những đại tinh này tựa như ngọn núi nhỏ tỏa ánh sáng xanh lam lấp lánh như là ngọc thạch đây quả là một kỳ cảnh mỗi một đại tinh đều tỏa ra phù văn những đại tinh này được cao thủ tuyệt đại dùng pháp lực luyện chế và hóa nhỏ lại thành một ngọn núi cao rất nhiều đại tinh được sắp xếp ở nơi này chẳng lẽ là một đại trận à, dù là ai tới đây cũng sẽ hãi hùng khiếp vía. Những đại tinh này to lớn tới giận người, Thạch Hạo chuyển bước về trước, thi thể càng ngày càng nhiều, sắc mặt hắn càng thêm nghiêm nghị hơn, rốt cuộc thì cũng tới được khu vực quan trọng nhất, tiếp đó là hắn nhìn thấy một cô gái đang bị giam cầm, từng vệt sáng tựa như là những giải cát không ngừng hạ xuống từ những đại tinh bên trên, chúng ép cho hư không vặn vẹo và tỏa ra luồng kiếm khí vô hình. Ồ, Thạch Hạo ngạc nhiên, kiếm khí này chẳng hề làm tổn hại tới thân thể, mà chỉ chẳng nguyên hồn, chẳng trách trên đường đi lại có nhiều thi thể, chẳng hề có vết thương nào trên cơ thể cả. Đây là một tàn trận cổ đại, mặc dù sự lợi hại đã giảm sút, thế nhưng vẫn còn rất kinh người, dù sao cũng là trận pháp mà vị đại năng vô thượng đã luyện hóa rất nhiều đại tinh rồi bố trí nên, là nàng, Thạch Hạo nhận ra, đó là một cô gái thân mặc áo xanh, dáng dấp quyến rũ, tựa như là một bông sen thần đang chập chờn ánh sáng, đó là Thanh Tiên, cũng tính là một trong những cao thủ trẻ tuổi của Ba Ngàn Châu. Năm xưa khi Thạch Hạo từ hư thần giới đăng lâm lên đàn đồng tước, đi vào linh giới của Ba Ngàn Châu, thì từng gặp qua huynh đệ của nàng, và lúc đó cũng đã diễn ra một trận chiến, Thanh Tiên là sơ đại của liên tộc với tiếng tăm lừng lẫy, mạnh hơn cả Thiểm Điện Tử và Minh Tử, trong phái nữ thì nàng cực kỳ nổi danh, xếp hạng đầu tiên, nhưng vào lúc này thì nàng không cách nào nhúc nhích, mi tâm dỉ máu, trên gương mặt xinh đẹp ấy tràn ngập vẻ đau đớn, ánh mắt mở mịt đi rất nhiều, Thạch Hạo muốn cứu giúp thế nhưng đã chậm, Thanh Tiên khi nhìn thấy hắn thì ánh mắt sáng rực lên, thế nhưng cuối cùng chỉ đành nhắm mắt ra đi, đúng là tàn khốc thật, Thạch Hạo mặt chẳng hề cảm xúc, ngay cả người tiếng tăm cả 3000 châu cũng chết ở nơi này, thế nhưng con đường này nhất định phải đi, hắn xông về trước, khống chế các loại bảo thuật để chống trả lại. bục, mi tâm của Thạch Hạo ứa máu vì hắn đã đi tới ngay chỗ giao nhau, kiếm khí vô hình đó không ngừng nghiền ép và xóa bỏ linh hồn của hắn. Hắn miệng tụng nguyên thủy chân giải và khống chế các loại bảo thuật, dùng hết khả năng chống trả, cuối cùng thần hồn tuy hơi bị thương thế, nhưng cũng coi như đã vượt qua được nơi này, răng rắc, giữa bầu trời có một đại tinh màu lam nổ tung, kiếm khí vô hình đó yếu bớt, không còn mãnh liệt như trước nữa, cùng lúc, thanh tiên rất ẩm xuống mặt đất, và rồi từ từ thu nhỏ lại, hóa thành một hạt giống, niết bàn, thạch hạo giật mình, cô gái này đúng là bất phàm cũng không hề tuyệt diệt mà lại hóa thành một hạt giống xanh biết cựa như ngọc thạch. Xin hãy chôn ta ở gần nơi này. Một giọng nói yếu ớt truyền tới. Ta mang ngươi rời khỏi nơi này thì không phải càng tốt hơn hay sao? Thạch Hạo hỏi. Không, đây là đại kiếp nạn của ta và cũng là cơ duyên của ta. Ta cảm thấy khí tức của hỗn độn thanh liên lưu lại. Xin hãy giúp ta. Thanh Tiên tuyển Âm. Thạch Hạo nghe thấy thế thì ngẩng đầu, nhìn từng ngôi đại tinh xanh lam bên trên, tổng cộng cũng phải tới mấy vạn ngôi, tất cả đều do cao thủ cái thế luyện hóa thành hỗn độn thanh liên. Thạch Hạo không rõ người ấy không thuộc về kỷ nguyên này thế nhưng từng đạt tới đỉnh cao nhất, được xưng là một cây hoa sen giữa trời xanh vạn cổ, xin hãy giúp ta, ngày khác tất có báo đáp, Thanh Tiên nói, được. Thạch Hạo gật đầu chứ không hề lưỡng lự gì cả, việc này quá dễ, lập tức hắn vùi hạt giống xanh biếc này vào trong đất cách nơi này không xa, sau đó, hắn tiếp tục lên đường. Sau năm ngày, một khu rừng trúc màu tím che kín phía trước, xương trắng che mở tựa như là tiên cảnh, dọc theo đường đi Thạch Hạo chẳng hề thấy bất kỳ ai, chỉ có duy nhất mình hắn ở nơi này, khi nhìn thấy cảnh tượng đó thì khá là giật mình, thi thoảng còn nghe được khí tức tiên đạo, vùng cấm khu này yêu tà thật, vì sao trên đường đi này lại thấy được khí tượng tiên ra chứ? Thạch Hạo vừa đề phòng vừa tiến về trước, khi tiến vào trong Tử trúc lâm, thì thiên địa đột nhiên biến đổi, cảnh tượng đại biến, hàng loạt hào quang xuất hiện, còn có hỗn độn không ngừng cuộn trào, đây là một giới riêng, xương trắng hờ hững trôi, núi sông xanh tươi, tiên cầm bay lượn, thụy thú qua lại, hoàn toàn thay đổi, đây là một vùng thế giới khác. Thạch Hạo nhìn thấy một vài sinh linh đáng lẽ đã biến mất ở kỳ nguyên này, sớm đã trở thành truyền thuyết, ẩn thú kỳ lân. Hắn nhìn thấy một thiếu nữ đang ôm một con kỳ lân trắng trong lòng và không ngừng vui đùa, với nó hắn nhìn thấy một con phượng hoàng hóa thành một thiếu nữ với bảo y năm màu nàng hạ xuống bên trên một ngọn linh sơn đang phát sáng tiếp đó hắn nhìn thấy một chàng thanh niên lượn lờ tiên khí sau lưng là một thanh bảo kiếm được đúc từ tiên kim quang minh tiêu giao tự tại vừa đi vừa hát ta tới nơi nào thế này trong lòng thạch hạo chấn kinh cho rằng mình rơi vào ảo cảnh thế nhưng thần giác của hắn lại biết đó đều là cường giả chân chính không phải là hư vô chuyện gì thế này chẳng lẽ nói đây là một tiểu thiên địa còn sót lại từ kỷ nguyên tiên cổ hoàn hảo không chút tổn hại nào còn có người sống từ kỷ nguyên kia và trùng hợp là hắn phát hiện rồi đi vào nơi này nơi đây tràn ngập tiên vụ trắng xóa từng tòa linh sơn không ngừng phát sáng hàng loạt cổ dược phải tới cả trăm ngàn năm với hương thơm nước mũi thạch hạo có chút bối rối không biết vì sao khi hắn đi về trước thì có người hướng hắn chào hỏi cô gái hóa từ tiên hoàng kia với bờ môi đỏ nhoẻn miệng cười nói huynh đài tới từ nơi nào ba ngàn đạo châu thạch hạo đáp lại chưa từng nghe tới khả năng là một động phủ chân tiên à nàng nhẹ nhàng cười xin hỏi đây là nơi nào Thạch Hạo hỏi, tất nhiên là tiên phủ rồi, mênh mông vô tận, huynh đài cũng tới tham gia thịnh hội à, rất nhiều tuấn kiệt trẻ tuổi tới tụ hội, họ đều là những người kiệt xuất nhất của các tộc, lần giao lưu này khả năng chúng ta đều có thu hoạch cả. Cô gái do tiên hoàng hóa thành nói, Thạch Hạo há miệng như muốn nói gì đó, tới cùng là hắn đã tới nơi nào vậy? Tiếp đó, có một vài người trẻ tuổi bước tới chào hỏi lẫn nhau, mà chẳng hề đề phòng gì cả, tất cả đều rất vui vẻ, những người này tựa như không hề tranh với đời vậy. Thạch Hạo có chút không tin nên vuốt ve kỳ lân con trong lòng thiếu nữ nọ, tất cả đều là thật cả. Kỳ Lân con trắng này trừng mắt nhìn hắn, tựa như không thích hắn làm thế, ta là đang mộng về tiên cổ, hay là tiên cổ lại xuất hiện? Thạch Hạo ngây người, sao lại không ngờ vực được chứ? Tới tận đời này mà làm sao có thể nhìn thấy được những sinh linh như vậy? Huynh đài làm sao vậy? Hoàng nữ mặc y phục năm màu quan tâm hỏi, ta cảm thấy hơi chóng mặt, Thạch Hạo vỗ vỗ chán đầu mê muội, những thứ mà bản thân thấy quá đáng ngờ, khó giải thích, hiện giờ là niên đại nào rồi, mà còn có thể thấy được những con như Kỳ Lân trắng này? Hoàng nữ thở ra một hơi rồi nở nụ cười, còn những người khác thì vô cùng kinh ngạc, dù là kỳ lân con cũng không ngừng chớp chớp mắt lầu bầu nói tàu hỏa nhập ma rồi bọn họ thân là tu sĩ cho nên làm sao có khả năng sẽ bị hoa mắt chóng mắt chứ trừ phi là trọng thương nếu không khi tinh khí thần tràn đầy tỏa sáng cùng nhật nguyệt thì sẽ luôn luôn ở trạng thái cường thịnh y phục năm màu sáng rực đó chính là một bộ chiến y do chân vũ của phượng hoàng hóa thành bộ này được khoác lên trên người của hoàng nữ tựa như là một lớp lụa mỏng lấp lánh ngay cả những sợi tóc cũng lấp lánh hào quang năm màu da rẻ trắng mịn như tuyết cặp mắt to tròn trong veo lông mi dài cong vút đạo huynh chẳng lẽ huynh bắt đầu hợp đạo nên có chút không được khỏe mà cảm thấy chóng mặt nàng trêu ghẹo nói những người khác cũng nở nụ cười ở nơi này không hề có một ai là phàm tục đều có dáng vẻ tiên đạo tất cả đều làm cho thạch hạo kinh ngạc không thôi hắn biết mình đã tới một địa phương không cách nào tưởng tượng nổi thạch hạo ngượng ngùng làm sao hợp đạo được chứ từ này hắn cũng chưa từng nghe qua và lại phương pháp tu hành hiện giờ của hắn cũng tuyệt đối khác với những người này. Huynh đài, ta thấy hơi thở của huynh không giống với bọn ta lắm, tu luyện pháp môn cũng khác, đã đạt được tiên chủng gì mà có thể hoàn toàn dung hợp với bản thân thế? Chàng trai lưng mang kiếm được rèn từ tiên kim quang minh nhã nhặn hỏi, một loại cổ hỏa, Thạch Hạo nhắm mắt nói, hắn thật sự không hề biết chút nào về pháp môn của thời đại tiên cổ cho nên, cũng chỉ có thể trả lời như thế, nói thế thì đây khả năng là hỏa chủng mà một vị tiền bối đại năng sau khi chết đi lưu lại rồi, xem ra một khi huynh đài dung hợp hoàn toàn, thì thế gian này lại có thêm một cao thủ siêu cấp nữa rồi thanh niên gật đầu ồ oh, thanh kiếm trên người ngươi trông rất đặc biệt nhen thiếu nữ ông kỳ lân con trong lòng lên tiếng đồng thời nhìn chằm chằm về thanh kiếm thai từ khi tiến vào trong tử trúc lâm này thì thạch hạo đã lấy ra tiên kiếm đại la dùng để phòng thân sau đó thì móc ở trên người và lúc này cũng đã bị người nhận ra có điểm lạ nhìn rất là quen mắt có người nhỏ giọng nói rất quen à thanh kiếm này lờ mờ chẳng có chút hào quang nào cả trông rất là bình thường hoàng nữ nói trong khi chớp mắt thì hào quang năm màu lấp lánh một luồng uy nghiêm lan tỏa và ẩn chứa vẻ siêu nhiên bên trong những người trẻ tuổi ở nơi này đều quét nhìn kiếm thai vài lần có vài người cảm nhận được vẻ kỳ lạ nên tự nhũ nói, thanh kiếm này rất giống với thanh kiếm mà tổ sư từng đề cập qua, khả năng đây là hàng pha ke, những người khác cũng nở nụ cười tươi, cũng là vì vũ khí của rất nhiều người là mô phỏng chế tạo theo, từ những thanh binh khí của cao nhân tiền bối trước, thanh kiếm này của ta cũng là hàng dựng đây, bên trong có trộn lẫn sáu lạng tiên kim quang minh, mặc dù cũng không ít, thế nhưng vẫn còn kém xa so với binh khí của vị tiên vương kia, chàng trai lưng mang bảo kiếm lắc đầu cười nói, những người khác cũng hồ hởi lên tiếng, ai cũng rất từ tốn, ai cũng không tranh với đời hoàn toàn không có sự quyết tâm như những anh tài trong các tộc của ba ngàn châu trong lòng thạch hạo thở dài đây mới là tu tiên giả ư cảnh sắc an lành thoát khỏi trần gian không cầu không tranh hoàn toàn khác với những tu sĩ mà mình từng gặp qua đồng thời trong lòng hắn cũng rất chấn động thanh kiếm thai trong tay mình chẳng lẽ còn có lai lịch kỳ lạ khác hay sao bởi vì hắn biết thanh kiếm thai này rất thần bí nơi này không phải là nơi để trò chuyện chúng ta đi chỗ khác thôi đây là một cuộc thịnh hội dựa theo những gì những người này từng nói thì sẽ có rất nhiều tộc tới đều là cường giả là nhóm trẻ tuổi đại biểu cho sự kinh diễm trong thế gian ngoài ra còn có một vài bá chủ sẽ tới đây để giảng đạo thạch hạo nghe xong thì trong lòng mừng thầm bất kể nói gì đi nữa thì cũng phải đi xem một lần mặc kệ có kỳ lạ tới đâu thì cũng phải trải qua mới được bởi vì hắn cảm thấy thứ mà những người này giảng giải tựa như truyền thừa đạo pháp đều không phải là giả vừa nãy chỉ đơn thuần trò chuyện vài câu mà đã có thể làm cho tâm của hắn hơi ngộ ra thứ gì nếu như có thể nghe được cao thủ tuyệt đại giảng đạo giải thích những phương pháp tu hành khác lạ này thì chắc chắn hắn sẽ đạt được ích lợi rất nhiều, đáng để đi tham quan, trên đường đi, những người trẻ tuổi này tụ năm tụ ba trò chuyện, bộ dáng rất là thảnh thơi, không hề lo lắng gì cả, và cũng chẳng hề có phong mang khiếp người, Thạch Hạo thầm than, những người này chẳng hề tranh với đời, hoàn toàn khác với những tu sĩ mà mình đã thấy trước đây, đến rồi, đây chính là Nam Hải Tử Trúc Lâm, là phủ đệ của một vị tiền bối đại năng, và cuộc thịnh hội lần này sẽ được cử hành ở nơi này, một con rắn tám đầu bay tới, mỗi cái đầu đều lớn như ngọn núi nhỏ, trên lưng của nó có cõng một tòa cung điện bằng ngọc tỏa ra ánh sáng lung linh nó bay thẳng vào trong biển xanh phía trước chân tiên tới rồi có người kinh ngạc nhìn bóng người biến mất kia bong tiếng chuông văng vẳng vang lên một chiếc chuông lớn vút ngang từ phía chân trời và tiến vào trong nam hải từ trúc lâm tiếng chuông rất nhẹ nhàng như muốn người khác ngộ đạo tựa như có cảm ngộ cực sâu vị đại nhân này cũng tới rồi quả là làm người khác giật mình mà trời ạ à, vô trung đại nhân cũng tới sao lại như thế ai cũng nói đại nhân đang tìm hiểu đại đạo vô thượng thân thể có một chút vấn đề nên đã ẩn cư không biết bao nhiêu đời rồi, không nghĩ rằng hôm nay lại xuất hiện, ngay cả hoàng nữ cũng mừng rỡ và đầy kích động, nàng không ngừng hò hét thể hiện vẻ hoạt bát của một thiếu nữ, trong con ngươi tỏa ra hào quang năm màu, không còn sự uy nghiêm vốn có trước đó, Thạch Hạo lúc này cũng chấn động, vô chung, cái tên này hắn chẳng hề xa lạ gì, ở ba ngàn đạo châu có tàn chuông của người này, hiện tại hắn cảm thấy ngổn ngang không thôi, người này vẫn chưa chết, hiện tại đang trú trong một khu tiên phủ, và hiện giờ chân thân sẽ xuất hiện sao, hắn càng ngày càng chờ mong, Thạch Hạo cảm thấy, có thể tiến vào Nam Hải Tử trúc lâm này, thì quả là một hồi vận may to lớn dù nói gì thì có lẽ hắn sẽ hiểu rõ một chút bí ẩn nào đó biển xanh vô ngần mênh mông vô bờ tựa như là một khối ngọc thạch xinh đẹp khắc thành có ánh sáng lộng lẫy lấp lánh mà bên trên mặt biển lại lượn lờ xương trắng khí tức tiên đạo ngập tràn tốt thật thạch hạo than thở đây là thánh địa để tu luyện nếu tọa quan ở đây thì chắc chắn tốt hơn hẳn bất kỳ đâu của ba ngàn châu Nơi đây khiến lòng người an lành, bọn họ từ từ bay về trước, sau đó không lâu thì thấy từng cây trúc tím cắm rễ trong biển xanh, mỗi một cây đều to lớn và tươi tốt, Thạch Hạo trợn tròn mắt, đây đều là những cây trúc ư, quá to lớn, tất cả đều cao như núi vậy, quan trọng nhất chính là, tất cả đều mọc dài trong biển, rễ cây cắm sâu dưới đáy biển, hơn nửa thân cây mới lộ lên trên mặt biển, tất cả đều cứng rắn dựng thẳng, những cơn sóng biển dập dào không cách nào đẩy ngã được chúng, đây là Nam Hải Tử Trúc Lâm, quá thơ mộng, Thạch Hạo chưa bao giờ thấy cây trúc nào như vậy, dõi mắt nhìn ánh tím khắp nơi, mỗi một cây tựa như được đúc từ tử kim lấp lánh dạng ngời, mỗi một đốt trúc đều được phân biệt rõ ràng, những chiếc lá không ngừng tỏa hơi tím, đúng là một nơi tốt thật, Thạch Hạo lần nữa thầm khen, biển xanh vô ngần, cự trúc tím liên miên, cảnh tượng hùng vĩ, linh khí mịt mờ khoách tán, vẻ đẹp khiến người khác không thể không thán phục, ồ, đó là một con rồng à? Thạch Hạo chỉ về phía ngoài khơi, hai mắt mở to đầy giật mình, nơi đó hiện lên sóng lớn tựa như bị một cây búa lớn đánh tan sang hai bên, bọt nước văng tung tóe hình thành nên một con đường dưới nước nơi đó có một con bạch long vượt sóng tiến tới cặp sừng như cây lớn đầu rồng như núi cao mang theo long khí kinh thiên lại đây nó không phải là rồng đâu mà là bạch giao quân vương chỉ thiếu chút nữa là có thể lột xác hoàn toàn thế nhưng nó cũng rất mạnh thanh niêm lưng mang bảo kiếm tiên kim quang minh giải thích nơi này tốt thật thạch hạo lẩm bẩm chỉ thiếu chút nữa là đã có thể thấy được sự hiện diện của rồng thế giới này chắc chắn sẽ không thiếu chân long trên thực tế khi hắn quay đầu nhìn lại thì cảm thấy rất thích thú bởi vì bên cạnh hắn có một hoàng nữ và có cả kỳ lân con trắng như tuyết này, rất nhanh, đám người Thạch Hạo xuyên qua Tử Trúc Lâm và đi vào nơi sâu nhất của Nam Hải, rốt cuộc cả đám đã thấy được lục địa, đó là một đạo thổ với hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von, bốn phía đều là biển xanh, còn có Tử Trúc Lâm cao chót vót, ở giữa lại là một tòa tiên đài, một nửa của tòa này lơ lửng trên không trung, xương trắng ngập tràn, tiên khí bốc hơi, không cách nào diễn tả được vẻ thánh khiết của nó, quả đúng là động phủ chân tiên, Thạch Hạo cũng chỉ có thể cảm thán như vậy, những người khác lộ vẻ kỳ lạ, biểu thị vẻ không hiểu, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ thì đây vốn là nơi ẩn cư của một vị tiên nhân, là động phủ của người này. vậy thì có gì đáng kinh ngạc chứ? Thạch Hạo lúng túng nở nụ cười, trong lòng tự giễu bản thân, hắn tới từ ba ngàn đạo châu, cơ bản chưa hề gặp qua trường sinh giả, tiên thì cách hắn quá xa vời. ở đây, hắn nhìn thấy dị tượng như vậy, thì đều là xuất phát từ bản năng, cho nên không cách nào bình tĩnh được. trên đảo đã tới rất nhiều người, có nam có nữ, có già có trẻ, ai cũng nhã nhặn, chẳng có sát khí, không hề tranh chấp, mọi người mỉm cười chào nhau, chuyện trò rất là hăng say trên đạo có rất nhiều bàn bằng thạch, bên trên để dày trái cây cùng rượu ngon, xương trắng lượn lờ chưa tới đầu gối, hoa sen nở rộ cắm rễ trong hư không, bất luận là lá hay là hoa đều là màu vàng óng, vô cùng bất phàm. Ở đây, thần lộc năm màu đội một chiếc mâm ngọc ở trên đầu và từ từ dâng trái cây, vượn trắng rất là từ tốn đứng cạnh rót rượu cho mọi người. Dù thế nào thì đây cũng là một buổi thịnh hội của chân tiên, rời xa náo động của thế gian, nếu có thì cũng chỉ là một thứ vẻ đẹp xuất thế. Đây mới chính là tu tiên giả, Thạch Hạo thầm than, hắn đột nhiên cảm thấy muốn được như những người này, rất muốn ở lại mãi nơi này không rời khỏi nơi đây, bỗng nhiên, tiên hà sáng rực, dáng lành ngàn vạn, bên ngoài Nam Hải có một con đường tử kim nhanh chóng kéo dài tới đây, từ phía ngoài trải dài vào trong đảo, một vị trung niên mờ ảo không rõ hình dáng, thế nhưng lại có một luồng uy nghiêm đang bước trên con đường tử kim tiến lại, rất nhiều người đứng dậy nghênh đón, từng tiếng kinh hô vang lên lục đạo luân hồi tiên vương tới thiếu nữ ôm kỳ lân con khiếp sợ tựa như không nghĩ tới người này cũng sẽ tới rất nổi danh à thạch hạo hỏi ngươi còn là người tu hành không thế ngay cả vị tiên vương này mà cũng không biết thiếu nữ lườm hắn một cái thạch hạo không nói gì cả quả thật hắn không biết nhưng rất nhanh con mắt của hắn liền trợn tròn trên đỉnh đầu của vị tiên vương đó có lơ lửng một món pháp khí hoặc có thể nói là pháp khí đã bị vỡ vụn thành mấy miếng lúc này khiến tâm thần hắn chấn động kịch liệt luân hồi bàn trong lòng hắn thầm run lên lúc ở hạ giới thì hắn từng thấy qua chàng trai với ngọn lửa thần bí kia sở hữu một miếng nhỏ luân hồi bàn này mà trên đỉnh đầu của người này lại có tới mấy miếng nhỏ luân hồi bàn là do người này luyện chế thạch hạo trợn tròn mắt chủ nhân của món trí bảo ở thượng giới lại xuất hiện nơi này cứ như là một giác mộng vậy những món trí bảo hỗn độn này cái nào chẳng có lai lịch to lớn tất cả đều có quá khứ kinh người không cách nào có thể tái hiện lại truyền kỳ của bất kỳ món nào hôm nay có thể nhìn thấy chủ nhân của những món này quá khó tin lục đạo luân hồi tiên vương vẫn còn đang nghiên cứu đại đạo của mình lý tưởng của người quá cao vời không biết có thể thực hiện được hay không hoàng nữ nhẹ giọng nói nhất định sẽ được lục đạo luân hồi tiên vương kinh tài tuyệt diễm khí phách to lớn người nếu muốn nghiên cứu luân hồi thì chắc chắn sẽ thành công thiếu nữ ôm kỳ lân con trong lòng chớp chớp mắt vẻ mặt đầy sùng bái ngay cả kỳ lân con cũng mở to mắt hai chân trước khép chặt lại biểu thị tán đồng lục đạo luân hồi tiên vương vô cùng tài giỏi không hề thấp hơn với vô trung đại nhân cho nên chắc chắn sẽ có một ngày kia thanh niên lưng mang bảo kiểm cũng nói theo dù là luân hồi bàn mà chính người luyện chế cũng đã bị chia năm xẻ bảy là do chính mình phá hủy chỉ sợ người quá tập trung mà đẩy tương lai mình vào trong có người đứng bên cạnh lo lắng nói Hạch Hạo nghe những lời này thì lòng chập trùng, quá chấn động, có người đang nghiên cứu luân hồi, mà thế gian này vốn chẳng hề tồn tại, dù nói gì đi nữa, hôm nay hắn tới nơi đây dù không đạt được gì, thế nhưng chỉ cần biết được nhiêu đây bí ẩn là quá đủ rồi. Ngọn lửa hừng hực, vầng thái dương trên trời cao lao nhanh tới Nam Hải Tử Trúc Lâm, ánh sáng của nó vô cùng mãnh liệt khiến cho nước biển đều bốc hơi cả. Tên lão già kia, tồn tại cùng thiên địa, già cái đầu rồi mà còn như đám nhóc nghịch ngợm thế ạ? À? Bên trong Tử Trúc Lâm có người cười nói, giữa bầu trời truyền tới tiếng cười ha hả. Vầng thái dương vàng óng đó hóa thành một con kim ô vẻ hừng hực đều thu lại và rồi từ trong hư không bay tới sau cùng hóa thành một ông lão với bộ đạo bào vàng óng nhìn kìa vì lão tới nơi này cho nên trên trời cao không còn ai quản lý nữa thiên địa mờ ảo hóa thành đêm đen hết cả rồi có người tức giận không sao con kim ô này ấn tay một vệt kim quang bay vút lên trời cao và hóa thành một vầng thái dương lần nữa chiếu sáng vạn vật đây là thần thông tuyệt thế một chỉ điểm ra liền hóa thành một mặt trời thạch hạo thấy thủ đoạn như vậy liền tê dại không biết nói ra sao cả đám người trẻ tuổi liền tụ lại cùng nhau và thảo pháp luận đạo thạch hạo ngạc nhiên phát hiện cách tu luyện của hắn hoàn toàn khác cho nên chẳng hề hiểu bọn họ đang nói gì cả hệ thống khác nhau trừ phi tình cờ nhắc tới những bí thuật kia nếu không cứ luận về con đường phải đi thì hoàn toàn không phù hợp với những gì hắn biết những người này muốn tu hành được thì nhất định phải có tiên chủng và dung hợp vào trong cơ thể sau đó dựa vào thứ này để mở ra con đường tu hành của riêng mình đạo huynh tại sao ngươi không thảo luận vậy thanh niên mang bảo kiếm sau lưng hỏi Thạch Hạo cười khổ nói, thật lực ta thấp kém cho nên cứ lắng nghe là được rồi. Lúc này thì hắn cũng đã hiểu rõ, vì sao pháp của Liễu Thần, còn có pháp của Thập Hung, tất cả đều là bảo thuật, thế nhưng lại rất khó lưu lại cách tu hành cụ thể, bởi vì hoàn toàn khác với những pháp môn ở thế giới của Thạch Hạo, những người như Liễu Thần không nói, dù sao đã sinh sống tới hai kỷ nguyên, cho nên đã tìm hiểu được con đường hòa quyện giữa hai bên, đã hòa hợp với pháp hiện tại của thế giới mình, mà đạo thống của những người này lại quá phiền phức, khó hiểu. Thạch Hạo thở dài, không học pháp môn của những người này thì không cách nào có thể hòa hợp được, càng đừng nói là thảo thuận, đạo huynh khiêm tốn quá rồi, ta thấy ngươi cũng đã có khí thức tiên đạo, sớm đã tu luyện thành công, vì sao lại nói như thế?" Chàng trai mang bảo kiếm chân thành hỏi, ở nơi này tuy rằng ai cũng có thân phận phi phàm, đều là tinh anh mạnh nhất của tộc mình, thế nhưng ăn nói lại rất lễ độ, không phải là hạng người vênh váo, càng đừng nói tới việc xem thường người khác. Thạch Hạo cảm nhận được bầu không khí khác lạ, những người này đều rất khiêm tốn, đây thuần túy là luận bàn và giao lưu, con đường của ta có chút đặc biệt." Thạch Hạo nói, hi hi hi, chúng ta tỉ thí một chút được không, xem thử ai mạnh hơn, thiếu nữ ôm kỳ lân con trong lòng nói, được, chúng ta cùng nhau quan sát, đúng đó, lúc nữa mấy vị đại nhân sẽ giảng đạo rồi, nhân lúc hiện tại chúng ta nên luận bàn một phen, hai bên vừa chạm thì ngừng là được rồi, đám người đều rất chờ mong, thúc giục bọn họ động thủ, được rồi, cô gái kia cũng đáp ứng đầy sảng khoái, thạch hạo cũng không chần chừ mà tiến về cùng giao thủ với nàng, xoẹt, thiếu nữ điểm ra một chỉ, ngón tay phát sáng và lao ra một hạt giống, nó từ từ mọc dễ nảy mầm trong hư không, khí tức cổ điển và thần bí lan tỏa. Ồ, oh, Thạch Hạo kinh ngạc, pháp môn mà đối phương đánh ra có chút khác lạ, đó không phải là một hạt giống thực vật thật sự, mà là một hạt đạo chủng, nó diễn biến ở giữa không trung và rút lấy sức mạnh của hư không, tiếp đó là phóng ra khí tức đại đạo, xoẹt, trong nháy mắt này, hắn bắn ra một tia chớp, đơn giản và dứt khoát, nhưng đạo chủng của cô gái kia cũng rất là đặc biệt, nó phát triển và rồi nở hoa, tiếp đó trở thành một tòa tháp văng lên những tiếng yếu ớt, rồi đánh tan những tia chớp kia, tiếp nè, Thạch Hạo kinh ngạc vừa nãy hắn không hề dùng sức cho nên giờ gia tăng thêm chút lục, lần xuất thủ tiếp theo, hàng loạt ánh điện cuốn theo từng ngôi sao lớn lao tới, tất cả đều do lôi điện biến thành với uy lực bất phàm. Sao ngươi lại chú trọng ở phương diện bảo thuật, rồi quên mất bản chất của đại đạo? Cô gái kia không rõ, nàng cũng đang xuất thủ, trong nháy mắt một giải hào quang bay ra và ngưng tụ thành một hạt tiên trùng, kế tiếp nó vẫn là tách và tan rã, tựa như là một thực vật vậy, một quả trái cây với hình thể là chiếc chuông hình thành, Bong, chuông lớn ngân vang chấn cho thời gian xung quanh hỗn loạn, thứ này quấy phá lấy tia chớp và dẫn dắt vào trong thời gian rối loạn. Thạch Hạo khá là giật mình, cuối cùng hắn cũng hiểu rõ được ý của cô gái đó, đối phương không phải xuất phát từ góc độ bảo thuật mà là khống chế thẳng đại đạo, đây là hệ thống của tiên cổ ư, ừ, hiểu rõ bản chất của đạo nhất, không thiên về biến hóa, đơn giản nhưng lại thẳng thắng, mà đời hiện tại, bình thường đều bắt đầu từ thuật, sau cùng thì mới lý giải về đại đạo, con đường của đôi bên khác nhau hoàn toàn, uy lực của bảo thuật to lớn vô cùng, cái gọi là bảo thuật chính là diễn dịch đạo tới mức tận cùng hóa đạo để bản thân sử dụng là tái sinh, là lột xác, mà con đường của tiên cổ lại là bắt thẳng lấy đại đạo, uy lực rất mạnh thế nhưng lại có rất ít biến hóa. Đương nhiên, đây chính là chỗ khác nhau giữa hai bên. Trên thực tế, hai hệ thống tu luyện này có rất nhiều chỗ khác biệt. Trong thời gian ngắn Thạch Hạo không cách nào hiểu nhiều được. Thú vị, đạo pháp mà đạo huynh triển khai lại được tạo thành từ hoa văn kỳ lạ nào đó, hoàn toàn khác với đạo phù mà chúng ta sử dụng, rất là hấp dẫn. Ta có thể thỉnh giáo một chút được không? Bên cạnh cũng có người lên tiếng, thanh niên mang kiếm sau lưng tiến lên, hắn rất muốn luận bàn cùng với Thạch Hạo phù văn của các người cũng rất là đặc biệt, ta cảm thấy đây tựa như là những ký hiệu bản nguyên, được khắc lại từ trong thiên địa, không phải có mánh khóe đặc thù thì không cách nào sử dụng được. Thạch Hạo hỏi dò, đúng rồi, phải cần có truyền thừa tiên chủng, lẽ nào pháp của đạo huynh không phải như thế? Tiếp đó, thanh niên cầm bảo kiếm được luyện từ tiên kim quang minh luận bàn với Thạch Hạo, song phương quyết đấu ở phương diện đạo pháp, rất là từ tốn, không có màng sống chết, tất cả chỉ vừa chạm thì dừng. Người đã tu ra ba luồng tiên khí, hoàng nữ kinh ngạc, ba luồng tiên khí lập tức khiến mọi người ở nơi này kinh ngạc theo như hiểu biết của bọn họ về những người cùng thế hệ với mình nếu sinh linh nào có thành tựu như vậy thì vô cùng ít ỏi nhưng dù cho thạch hạo tu ra ba luồng tiên khí thì cũng không có tạo nên sóng gió gì cả bởi vì trong nhóm người này cũng có người như thế việc này lần đầu tiên khiến thạch hạo cảm thấy những người nơi đây rất siêu phàm mạnh mẽ quá mức hơn nữa hắn cảm nhận được hoàng nữ cũng chẳng hề tầm thường tựa như cũng đã tu ra ba luồng tiên khí hai người luận bàn thạch hạo hơi hơi nhìn thấy được áo nghĩa của bảo thuật thiên phượng mà nàng triển khai từ đạo phù tiên chủng của mình việc này khiến hắn giật mình không thôi tiếp đó thạch hạo vững tin hoàng nữ đã tu ra ba luồng tiên khí tuyệt không phải là ảo giác ngươi cũng tu ra ba luồng tiên khí thạch hạo hỏi ta từng tìm được một tấm mô hình vũ trụ rồi luyện hóa dung hợp vào trong cơ thể mình biến nó no thành tiên chủng của ta và rồi tu thành ba luồng tiên khí cũng không có vấn đề khó thế nhưng ngươi lại làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn không cách nào nhìn thấu được hoàng nữ nhìn hắn nói bầu không khí tiếp đó rất là sôi nổi thạch hạo cùng nhau luận bàn quyết đấu trò chuyện với mọi người chỉ là hệ thống giữa đôi bên khác nhau cho nên rất khó lý giải áo nghĩa tinh thâm của đối phương nhưng chỉ cần xác minh như thế thì cũng là những hướng dẫn rất tốt rồi rõ ràng khoảng thời gian này rất là vui vẻ có nhiều cao thủ như vậy thế nhưng lại rất hồ hởi không tranh chấp chỉ có thảo luận thạch hạo giao lưu với bọn họ đôi bên đều đạt được thứ mình muốn ồ sao các đại nhân vẫn chưa có giảng đạo nhỉ có người sực nhớ tới, ha ha ha, thấy các ngươi đang vui vẻ thảo luận, cho nên chúng ta sẽ dành thêm chút thời gian nữa, cứ bàn luận tiếp đi, xa xa có một ông lão cười nói, tiếp đó, một vị tiền bối nói cho bọn họ biết, mọi người cứ việc luận đạo, không cần lo lắng tới vấn đề thời gian làm gì, bởi vì mấy vị đại nhân vật cũng đang thảo luận một vài áo nghĩa vô thượng, nên cần chút thời gian, cứ thế, thạch hạo nán lại ở Nam Hải từ Trúc Lâm tới nửa năm, trong lúc này, hắn cũng đã kết không ít bằng hữu, nói chuyện cười đùa rất là vui vẻ. Mấy vị đại nhân vẫn chưa tới nữa, có người hỏi, à, mấy vị đại nhân đang thảo luận những vấn đề về thời gian và luân hồi gì đó vô trung đại nhân cảm thấy mình như có thể nhìn xuyên dòng sông lịch sử và thấy được một chút ở tương lai con đường của người không được đầy đủ trung không phải đại viên mãn của người còn cần phải thủy nữa mà lục đạo luân hồi tiên vương đại nhân đang suy tính về tính khả thi của luân hồi nhân thế chính xác những tin tức này có tính chấn động rất lớn trung không phải là đạo viên mãn cần phải thủy lẽ nào vô trung địa nhân muốn thay đổi tên gọi à ha 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 hiển nhiên bầu không khí nơi đây rất là thoải mái ngay cả những tiểu bối cũng dám lấy chuyện này để pha trò cười thoáng một cái đã qua mấy tháng thạch hạo có thu hoạch rất là lớn hắn trở thành hào hữu với vài người ví dụ như là hoàng nữ thanh niên lưng mang kiếm cô gái ôm kỳ lân con nếu cứ thế rời đi thì hắn có chút không muốn đạo huynh lần từ biệt này khả năng sẽ là vô tận năm tháng không biết ngươi có thể nhớ chúng ta hay không thanh niên mang kiếm buồn bã nói đúng đó có thể đây là lần gặp cuối cùng sau này vĩnh viễn không thể gặp lại ta chẳng muốn chút nào hoàng nữ xa xăm nói trên người lượn lửa ba luồng tiên khí hu, hu hu đúng là buồn thiệt mà chúng ta phải đi rồi thiếu nữ ôm kỳ lân con nức nở nói thạch hạo kinh ngạc chuyện gì thế mọi người biết ta không thuộc về nơi này hay là mọi người không thuộc về nơi này thạch hạo lên tiếng không muốn giấu giếm gì nữa những người này ai cũng đều là nhân kiện đều là thiên kiêu trí tôn thế nhưng thạch hạo lại cảm thấy rất xa cách tựa như lúc nào cũng có thể từ trần mọi người hắn hét lớn một tiếng thật là khó khăn mà hoàng nữ thanh niên còn có cả thiếu nữ kia thở dài những người khác thì tiến lên vỗ vỗ bả vai của Thạch Hạo, đến cùng là đang xảy ra chuyện gì, có thể nói cho ta biết được hay không?" Thạch Hạo hét lớn, những người này tuy rằng đang ở ngay trước mắt nhưng thực ra lại rất xa vời, ở chung với nhau đã được vài tháng nên khó mà dứt bỏ được, trong lòng Thạch Hạo dấy lên cảm giác khó chịu và đầy chua xót, hắn có loại trực giác sẽ chia cách, sẽ biệt ly, hơn nữa sẽ là vĩnh biệt, ở đời này hắn sẽ không thể nào gặp lại nữa, tại sao lại như thế? Hắn không biết, đây là một phủ đệ của tiên gia đầy kỳ bí, những người này đều là thật ư, hay là hắn đang mơ và trở về tiên cổ? chỉ là trong phút lơ đãng tình cờ gặp phải nhau, gặp lại, sẽ có ngày gặp lại, biết đâu một người trong chúng ta sẽ gặp lại ngươi trong chốn hồng trần thì sao? Tuy rằng việc này rất là viễn vông thế nhưng trong vạn cổ thì luôn luôn có một tia may mắn, cũng khó mà nói được. Thanh niên lưng mang bảo kiếm trịnh trọng nhìn Thạch Hạo, tiếp đó hắn xoay người đi về nơi sâu của hòn đảo, và rồi bóng lưng dần dần mơ hồ, chúng ta cũng đều là trí tôn trẻ tuổi, không hề thua kém bất luận người nào, thế nhưng thật là đáng tiếc mà, không cách nào mặt đối mặt được, thân thể thật gặp nhau nữa, chúng ta sẽ tan vào gió, sẽ lẫn vào trong bụi trần của thiên địa này để theo dõi sự huy hoàng những chiến tích của các ngươi lại có một người bước tới và nói lời từ biệt với thạch hạo cố gắng sống sót nỗ lực không nên khiến bản thân chết trận quá sớm hoàng nữ cũng tới nàng mang theo nụ cười cùng với vẻ không cam trong mắt hơi rừng rừng lệ nóng ta khổ quá đi mà ta phải đi rồi không thể gặp nhau lần nữa thiếu nữ ôm kỳ lân con đau buồn nói thạch hạo thẫn thờ những người trước mắt đều sống sờ sờ mấy tháng quây quần bên nhau giao tình đã có cảm tình càng nhiều thế nhưng sẽ hoàn toàn chia cách không bao giờ gặp lại nữa là vì sao hắn như kẻ mơ không biết tình huống thế nào, xin mọi người hãy nói cho ta biết, là vì sao, Thạch Hạo nắm chặt lấy cánh tay của hoàng nữ, rồi lại chạy nhanh về trước kéo thanh niên lưng vác bảo kiếm, tiếp đó vọt tới thiếu nữ ôm kỳ lân, xem kìa, họ tới rồi, thanh niên lưng mang kiếm chỉ về nơi xa, nơi đó có một con mắt đầy dữ tợn, và to lớn như núi mở to trong hư không, vị trí đó, những khúc xương lớn từ trong trời đâm lại. Sương mù màu xám ngập tràn được phun tới từ trong vũ trụ, trong nháy mắt, khu tịnh thổ đầy an lành bị xâm nhiễm và trở thành màu cho tàn một lát sau thì tiếng giết rung trời một chiếc vẩy màu đỏ lòm hạ xuống và xuyên thủng đất trời bụp mấy vị trí tôn trẻ tuổi này bị xuyên thủng mặc cho bọn họ gầm hét dữ dội pháp lực cuộn trào thì cũng không cách nào ngăn cản được đòn đánh này răng rắc một cây dây leo từ trong vũ trụ hạ xuống rồi nghiền ép núi sông nam hải từ trúc lâm dạn nứt biển xanh bốc khói mấy vị trí tôn trẻ tuổi dùng hết khả năng chống trả nhưng vẫn bị đánh nát bấy trong số đó có mấy người mà thạch hạo rất quen thuộc mấy tháng nay không ngừng chuyện trò tìm hiểu lẫn nhau, giao tình sớm rất là sâu đậm, nhưng kết quả lại chết đi. Thạch Hạo hét dài, hắn dùng hết khi lực oanh kích về giữa trời cao, hắn xuất thủ, hắn muốn ngăn lại tất cả những thứ này, muốn cứu vãn lại mọi chuyện, mau xuất thủ, mau ngăn lại. Thạch Hạo gào thét nhìn về các đại nhân vật bên trong tiên phủ kia, nhưng lát sau, trái tim của hắn như nguội lạnh. Lục Đạo Luân hồi Tiên Vương sớm đã vận dụng luân hồi, bàn để chiến đấu với một cường giả không biết nào đó. Nơi chiến trường đó tự như đang có luân hồi nhân thế đang được triển khai, từng hình ảnh không ngừng thay đổi, còn có vô trung đại nhân cũng đang xuất thủ chuông lớn ngân vang đánh gãy dòng sông thời gian quấy phá dòng chảy của thời gian làm cho nơi đó trở nên mịt mù những nơi nào mà tiếng chuông đi qua thì vạn vật đều giết nhưng lại có cường giả kinh khủng lao tới tranh đấu với hắn người này đánh mạnh lên thân chuông khiến nó chấn động liên hồi không ngừng vang vọng chuyện gì thế vì sao lại phát sinh chiến đấu đột ngột như thế thạch hạo không hiểu hơn nữa những công kích của hắn chẳng tạo nên một chút sóng gió gì không thể thay đổi thứ gì hắn tựa như là một kẻ ngoài cuộc đang qua lại trong các hình ảnh nơi đây cảnh tượng vô cùng chân thật tiếng hét giận dữ chấn cho màng nhĩ hắn đau đớn những giọng gào chém giết đầy bi trắng khiến máu nóng hắn sụp sôi theo nhưng hắn không cách nào hòa chung vào không cách nào nhập vào dòng người tựa như bị chia tách khỏi thế giới đó vậy phụt cách đó không xa thiếu nữ ôm kỳ lân trắng bị một làn sương mù màu xám bao phủ bên trong có một con mắt đỏ tươi sáng rực toàn lực giết về nàng ánh máu bắn tung tóe con mắt của thạch hạo đỏ bừng thiếu nữ này mặc dù nghịch ngợm thế nhưng lại rất ngoan hiền sao lại gặp nạn như vậy chứ? Hắn tức giận xuất thủ đánh về trước, thế nhưng chẳng hề có bất kỳ tác dụng nào, hắn tựa như là người ngoài cuộc vậy. Người có thấy không, đây chính là kết cục của ta, nói là sẽ gặp lại thế nhưng khả năng sẽ không gặp được đâu. Sau khi khói xám tan hết thì hai mắt của thiếu nữ đó đầy thất thần, hai tay vô lực ôm kỳ lân trắng đồng thời lớn tiếng hét lớn, tiếp đó là rớt ầm xuống mặt đất bên dưới. Tại sao? Nói cho ta biết nhanh lên. Cặp mắt đỏ bừng và ướt nhẹp của Thạch Hạo nhìn chằm chằm nàng, nhìn chằm chằm những người thân quen nơi đây, chỉ vì để ngươi có thể thấy được đôi chút kết cục của chúng ta mà thôi, thấy được sự tàn khốc của tiên cổ, ngươi phải chuẩn bị thật kỹ càng, tương lai ngươi sẽ nghênh chiến bọn họ đó." Thiếu nữ không ngừng ho ra máu, khó khăn mở miệng nói, "Mọi người, mọi người, chiến ý của hắn dâng tào nhìn chằm chằm chiến trường, quá thê thảm, thời gian không bao lâu mà cả tiên phủ đầy thánh khiết này đã bị nhuộm đỏ như máu, chúng ta không cam lòng mà." Có người thầm than, hắn là một trí tôn còn rất trẻ tuổi, hắn là một trong những người đã tu ra ba luồng tiên khí, thế nhưng vẫn bỏ mạng chết ở nơi này, ha ha ha, thanh niên lưng mang bảo kiếm cười lớn, cặp mắt sớm đã ngấn lệ, tay cầm thần kiếm ra sức chém giết, miệng sầu thảm nói, kỳ nguyên tiên cổ sẽ đóng lại, chúng ta không cam lòng, chúng ta vẫn chưa có trưởng thành hoàn toàn, cho nên không cách nào sánh vai quyết chiến với các vị tiền bối, người đã thấy chưa, còn nghi ngờ gì nữa không? hoàng nữ buồn bã nhìn thạch hạo ánh sáng từ bộ chiến y năm màu chiếu rọi ba luồng tiên khí lưu chuyển xung kích về trước chống lại kẻ xâm lấn ta đã thấy là những vị tiền bối kia đã dùng sức lực để tạo nên những kỳ cảnh để cho ta thấy được một màn này dù có cách nhau cả vạn cổ thạch hạo nhìn về lục đạo luân hồi tiên vương vô trung đại nhân trong lòng chợt bừng tỉnh đúng hoàng nữ gật đầu hai người một thì chạm tới luân hồi còn một thì cắt đứt dòng sông thời gian kết thúc là như thế quá không cam bằng mọi giá cũng phải cho người đời sau biết một biết hai thiếu nữ ôm lấy kỳ lân trắng cố gắng nói ra câu này rồi ngã nhào về sau không còn chút hơi thở nào nữa đây là một động phủ của tiên cổ cũng là chiến trường vô cùng nổi danh vào năm đó vô trung và lục đạo luân hồi tiên vương đã dùng pháp lực xuyên qua vạn đạo xuyên thủng chư thiên để nhìn thấy tương lại chiếu lại mọi việc nơi tiên cổ này chiếu lại quá khứ thế nhưng ta lại có thể nói chuyện với các ngươi thạch hạo đầy bi thương còn có rất nhiều chuyện không rõ hắn nhìn về từng khuôn mặt đầy quen thuộc những người này sẽ chết hết mấy vị đại nhân với pháp lực có một không hai cả cổ kim đạo hạnh không cách nào suy đoán đã tạo nên một không gian thu nhỏ từ ở trong quá khứ xuất thủ và kéo một người về lại để chứng kiến toàn bộ cái gì thạch hạo khiếp sợ thủ đoạn này không cách nào có thể tưởng tượng được ra tay ở trong quá khứ kéo một người ở đương đại về kỷ nguyên tiên cổ như thật như ảo không thể thay đổi thứ gì ngươi chỉ là một nhân chứng trùng hợp bước vào trong khu di tích này có thể đã nhìn thấy rất nhiều dấu vết có thể đi tới được đời này của chúng ta có thể nói chuyện đối thoại với chúng ta cách nhau cả vạn cổ năm tháng, đây chính là bản lĩnh của mấy vị đại nhân vật. Hoàng nữ lên tiếng, lời nói mang theo đau đớn, bởi vì những người bạn cùng trang lưa ở bên cạnh gần như đã ngã xuống cả. Thạch Hạo ngơ ngác, bản lĩnh này tới tột cùng như thế nào? Hắn bước vào một khu hồn vực và chuyện trò với những tàn hồn, hay là bị người khác dùng pháp lực đưa trở về ngày tận thế của kỳ nguyên tiên cổ, dùng tư cách là một người làm chứng để quan sát từng hình ảnh này? Hắn không cách nào nhận ra đâu là chân thực và đâu là hư huyễn, bởi vì những lời bàn luận với mọi người trước kia, làm hắn cảm thấy họ rất chân thực, ngay cả Thiên Nhãn Thông cũng không hề thấy được chút dị thường nào của mọi người, tu vi tới trình độ nhất định thì có thể ảnh hưởng tới tương lai ư? Thạch Hạo không biết, trong lòng đầy kinh ngạc, đồng thời, hắn cũng cảm thấy vô cùng thê thảm, quan sát những người đã bầu bạn mấy tháng vừa rồi lần lượt ngã xuống, khiến lòng hắn đau đớn vô cùng, mặc dù biết, bọn họ sớm đã không tồn tại nữa, sớm đã chết ở trong những năm cuối cùng của tiên cổ, thế nhưng hắn vẫn không cách nào loại bỏ đi sự đau đớn bởi vì đã từng chuyện trò vui đùa với nhau rất nhiều người đã là bằng hữu với hắn nơi đây vốn an lành an bình bầu không khí vui tươi thế nhưng mới nháy mắt mà đã dùng cách này để từ biệt nhìn từng người nằm trong vũng máu từng người lần lượt chết trận thạch hạo rất muốn gào thét muốn hóa điên bàn tay nắm chặt con mắt đỏ lòm lệ nóng đầy mặt hắn không thể thay đổi được gì chỉ có thể nhìn mà thôi là muốn hắn tiếp xúc với sự tàn khốc khi thiên địa đại loạn ư tương lai sẽ ra sao những bằng hữu ở đương đại với mình có như thế này sẽ chết trận từng người một sao tuy rằng hai bên không cùng một đời thế nhưng lúc này lòng thạch hạo lại vô cùng đau xót sự ra đi của những người này tựa như là những bằng hữu chân chính của mình đang chết trận vậy đúng đôi bên đã bổ bạn được mấy tháng mặc cho những vị đại nhân vật kia dùng pháp lực và đạo hạnh thông thiên để nghịch chuyển quy tắc thiên địa đi chăng nữa thì những tình cảnh vừa rồi quá chân thật tạm biệt tiên cổ hẹn gặp lại các bạn bè của ta thạch hạo nhìn từng người lần lượt ngã trong vũng máu tiên huyết nhuộm đỏ chiến trường những dòng lệ nóng của hắn không ngừng lăn dài trên má tuy rằng cách xa nhau cả vạn cổ thế nhưng hắn tựa như người đánh rơi thần hồn ở kỷ nguyên đó như cùng nhau an táng cùng với mọi người ta được mang về nơi này cùng ở cùng vui với mọi người một phần tâm thần ở nơi đây mộng về thiên cổ ở tại thiên cổ thạch hạo thì thào các vị đại nhân cũng lực bất tòng tâm mà có người đau đớn nói chuông lớn lờ mờ nơi xa luân hồi bàn từ từ nứt ra chỉ đưa một mình ta về lại thôi sao thạch hạo hỏi hoàng nữ bị một cọng huyết vũ xuyên thủng ngã nhào ra sau nàng yếu ớt nói còn vài người nữa các đại nhân đang tìm kiếm hy vọng không biết được mấy người sẽ mộng về đời này nữa nhưng mà các đại nhân rồi sẽ suy yếu sẽ không thể tiếp tục được nữa, thanh niên cầm bảo kiếm tiên kim quang minh thất vọng, thân thể của hắn từ từ tan rã, máu tươi bắn lên cao tới mấy thước, tu vi đủ mạnh thì có thể ảnh hưởng tới lương lai ư? Nếu như ta đủ mạnh thì sẽ tạo nên một luân hồi, sẽ ảnh hưởng tới quá khứ ư? Thạch Hạo ngửa mặt lên trời hét lớn, hắn nhìn hoàng nữ ngã xuống, nhìn thanh niên cầm bảo kiếm hóa thành máu và xương, nhìn trong thiên địa đâu đâu cũng là màu máu, nhìn về chiếc chuông lớn đầy sức mẻ, nhìn những người ở đời này lần lượt chết trận, hắn gào thét trong tuyệt vọng, không thuộc về hiện tại, chẳng thuộc về quá khứ, mộng về thiên cổ mơ về đời kia các người bạn của thiên cổ ta hy vọng sẽ có một ngày lại được gặp mọi người lần nữa hắn gào lên trong đau xót gió mát thổi hiu hiu trúc tím xào sạc đưa đây là một khu di tích có đất đai cháy đen tựa như bị lửa nung đốt và máu tươi nhuộm đầy thạch hạo lặng yên đứng nơi này vẻ mặt thẫn thờ gương mặt ướt sũng ta lại khóc hắn nói rồi khẽ vuốt vuốt mặt đời này tất cả mọi người mà hắn nhìn thấy đều biến mất rừng trúc vẫn còn đó biển xanh sớm đã cạn đây là nam hải tử trước lâm năm xưa ư hiện giờ cũng chỉ là một khu rừng trúc tím bình thường mà thôi tất cả đều không cao lớn hoàn toàn khác với những gì mà thạch hạo thấy ở tiên cổ là mơ ư nhưng mà độ chân thực quá rõ ràng thạch hạo cảm thấy nhói đau từng hình ảnh vẫn như đang ở trước mặt từng vị bằng hữu quen biết lần lượt ngã trong vũng máu đẫm máu như thế cứ như là một giấc mộng vậy nhưng vì sao lại đau đớn vì sau khi nhìn thấy những vị bằng hữu đã vui đùa với nhau mấy tháng trời ngã xuống thì bản thân lại cảm thấy khó chịu và khó thở thạch hạo chợt hét lớn tiếp đó nhanh lo những dòng lệ nóng trên mặt đường vẫn phải đi hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời cao có những lời đã nói ra ở đời kia ở kỷ nguyên này ở trong giấc mộng ấy hiện giờ hắn có thể làm gì, chỉ có thể trở nên mạnh mẽ, thoát khỏi tất cả. Thạch Hạo lặng yên suy nghĩ rồi từ từ đi quanh một vòng, tưởng nhớ lại tất cả những việc vừa qua lần nữa. Keng, hắn vận dụng thiên nhãn thông thì nhìn thấy một miếng sắt nhỏ, dù năm tháng dài đằng đẵng qua đi thì nó cũng không hề bị ăn mòn, hơn nữa còn tỏa ra ánh sáng trắng bóng đầy rực rỡ. Con ngươi của Thạch Hạo có rút lại, ánh mắt tựa như hóa thành hai bó đốc hừng hực, bảo kiếm tiên kim quang minh, hiện giờ chỉ còn sót lại một mẫu nhỏ dài chưa tới ba tấc, một chút tiên kim được hòa lẫn bên trong cũng chưa hề bị phai mờ, ngược lại ánh trắng lưu chuyển xung quanh, hô hấp của Thạch Hạo trở nên rồn rập, hắn vuốt nhẹ miếng sắt nhỏ chặt lòng cảm thấy nặng nề và ngột ngạt, trong lòng ngực như có một luồng ấm ức, rất muốn đẩy hết những thứ này ra khỏi người, vừa rồi không phải là mộng mà là sự thật, nơi đây chính là Nam Hải Tử Trúc Lâm, đời kia từng có một nhóm trí tôn trẻ tuổi tụ hội ở nơi này, mà hắn đã tận mắt nhìn thấy, thiên nhãn của Thạch Hạo khiếp người cho nên lại có thêm phát hiện mới nữa, bên dưới đồng hoang tàn ấy hắn tìm ra được một đoạn xương ngắn, trong giây lát, máu huyết hắn sụp sôi, thân thể run rẩy dữ dội, đó là một khúc xương kỳ lạ lấp lánh ánh sáng năm màu. Dù cho đã lờ mờ thế nhưng vẫn còn khí tức quen thuộc, nó là của hoàng nữ, đã từng luận bàn, từng giao lưu, cảm giác này tuyệt không sai, cuộc chiến ấy vô cùng đẫm máu, Thạch Hạo run rẩy không ngừng, hết thảy đều là sự thật, hắn đào hai phần mộ, một chôn tàn kiếm một chôn hoàng cốt, sau khi cúng bái trong im lặng thì hắn chợt xoay người, nhanh chân rời khỏi nơi này, mộng về tiên cổ, Thạch Hạo thì thầm, muốn vui vẻ thế nhưng nước mắt lại cứ chảy, những bằng hữu đó, dù cho có cách xa vô tận năm tháng thì vẫn đang chôn vùi nơi ấy, có ngơ ngác, có thương xót, có đau đớn, dọc trên đường đi Thạch Hạo chẳng hề nói năng gì cả dù cho đã rời xa tới mấy vạn dặm thế nhưng lòng vẫn vô cùng đau buồn tại sao lại có thể trải qua những việc như vậy rõ ràng cách nhau cả một kỷ nguyên với năm tháng dài đằng đẵng nhưng lại có thể kết bạn với một đám bằng hữu ấy vậy sự thật rất tàn khốc hắn chỉ biết trơ mắt nhìn bọn họ chết đi máu nhuộm đỏ cả mặt đất đây là một khúc mắc khó mà giải được trong lòng thạch hạo không ngừng thổn thức hắn tin chắc thời gian hiện tại cũng chưa qua bao lâu cả nhưng lúc ở đời kia thì hẳn rất lâu đi thôi đường còn dài ta muốn nhìn xem những kẻ địch kia có lai lịch ra sao có chỗ nào phi thường Thạch Hạo nói, mộng về tiên cổ, hắn nhìn thấy cuộc đại chiến đầy thê thảm, thế nhưng lại không cách nào nhìn rõ kẻ địch là ai, bởi vì những làn khói xám từ vực ngoại hạ xuống, từ trong vũ trụ vò tới đã che mở toàn bộ, ta có thể kết thân với một nhóm bằng hữu, thế nhưng cũng chỉ biết nhìn bọn họ chết đi. Mấy ngày sau, tuy đã rời rất xa nơi đó thế nhưng lòng của Thạch Hạo vẫn không thể nào bình tĩnh được, mỗi khi nhớ lại là lòng tựa như bỏng cháy, con mắt cay xẻ, nhưng hắn không phải là người do dự thiếu quyết đoán rất nhanh đã điều chỉnh được nỗi lòng, dù cho một nhóm bạn vừa mất thì hắn cũng rất nhanh khôi phục lại tâm tình của bản thân, chìm đắm mãi cũng chẳng hề có ích lợi gì, cũng không thể thay đổi được gì, điều hắn cần làm là quật khởi, trở nên mạnh mẽ, sẽ có một ngày, sớm muộn gì hắn cũng sẽ gặp lại nhóm người ấy, tới lúc đó thì sẽ là lúc hắn xuất thủ, chiến một đường vào trong, tới lúc đó cũng chính là lúc rửa thù báo hận cho những vị bằng hữu này. Xoẹt, ngày hôm ấy, trong lúc Thạch Hạo đang chạy nhanh, thì trên một ngọn núi đá hoang tàn chợt có một tấm da thú rách nát bắn ra hàng ngàn hàng vạn kim châm, tốc độ rất nhanh, vượt quá tưởng tượng của hắn, bụp, xung quanh, một loạt núi lớn bị xuyên thủng cả trăm ngàn lỗ và rồi sụp đổ, Thạch Hạo chảy ướt cả mồ hôi, bởi vì những kim châm ấy chính là những chiếc lông thú, quả thật nó còn lợi hại hơn cả bí bảo, đáng sợ tuyệt đối, đó là vũ khí gì? Thạch Hạo căng thẳng, việc này quá đột ngột, nếu như vừa nãy hắn mà chậm một bước thì đã bị xuyên thủng rồi, chắc chắn dù là cả nhóm thiên thần ở đây cũng không thể ngăn cản được, sẽ bị xuyên thủng như một cái lưới thậm chí hắn cảm thấy ngay cả giáo chủ cũng chưa chắn dám ngăn cản mà nơi nguy hiểm nhất lại chính là tấm da thú bên trên những tảng đá lởm chởm kia nó mờ mờ tối tăm những lớp lông bên ngoài đều gần như rụng sạch cả vừa nãy đúng ngay lúc chúng nổ tung thạch hạo ngạc nhiên tấm da thú đó rất bình thường tựa hồ như là một con dã thú nào đó lưu lại chẳng có chút kỳ lạ nào cả trận gió lớn thổi qua tấm da thú kia bị thổi lên và cuốn bay ra ngoài nó bị thối tới đây là như thế xuất hiện trùng hợp như vậy việc này làm người khác cứng họng trong lúc nó bay lượn trong gió thì có những cọng lông thú rớt xuống và hóa thành những thần châm màu vàng Bất kể thứ gì cản phía trước đều bị xuyên thủng, vô cùng khiếp người, mặt đất núi non, hư không, bầu trời đều bị những chiếc lông này đánh nát, Thạch Hạo trợn tròn mắt ra sức tránh né, không muốn bị những lông thú cùng với tấm da thú kia bắn trúng, thứ này có uy lực quá lớn, lúc này, rốt cuộc thì hắn cũng đã hiểu, nơi sâu khu vực không người đầy rộng lớn này có quá nhiều thứ không thể nào lý giải được, ví như tấm da thú rách dưới này, uy lực trấn thế, thứ đó là của sinh linh nào, nếu dùng làm vũ khí thì đúng là khủng khiếp, rất nhanh hắn lại nghĩ tới quá nửa là da của một nhân vật vô thượng nào đó sau khi chết đi lưu lại, kỷ nguyên tiên cổ từng xảy ra đại chiến ở nơi này, nên có đồ của năm xưa lưu lại cũng khó nói, việc này càng nói rõ hơn về sự quý giá và lợi hại của nó. Thạch Hạo muốn giam cầm lại tấm da thú này, thế nhưng đã thử nghiệm mấy lần mà cũng không cách nào tới gần được, cơ bản không thể đoạt vào tay, và luồng gió lớn kia đã cuốn lấy nó bay vút vào trong nơi sâu của núi rừng. Trên thực tế, Thạch Hạo vô cùng hoài nghi, thứ cuồng phong vừa rồi khả năng là do thần uy mà tấm da thú này phát ra, Thạch Hạo lại càng thì vững tin, việc này hoàn toàn không phải do gió núi nơi đây gây nên mà là do chính bản thân tấm da thú kia hình thành và tự mang bản thân rời đi sau khi rõ ràng tình huống thì hắn quyết đoán rút lui chứ không có đuổi theo nữa đồng thời mồ hôi lạnh chảy khắp người quá nguy hiểm nếu như chúng phải đòn vừa rồi thì chỉ có con đường chết hiện giờ hắn càng hiểu rõ tại vì sao một vài giáo chủ cũng sẽ chết trong cấm khu này chỉ có những thứ như vừa nãy mới có thể làm được mà thôi tấm da thú này quá khó hiểu uy lực của nó càng không thể suy đoán nó bóc ra từ sinh linh mạnh cỡ nào là tiên vương ư thạch hạo lòng rối bời rời đi sau khi tới trước một dãy núi đồi thì hắn dừng lại tiếp đó bỗng nhiên lông tơ của hắn dựng đứng bởi vì những dãy núi này chợt động đậy, tất cả đều là những ngôi mộ cổ, từng ngôi đang dỉ máu đỏ sẫm ra ngoài, đồng thời, những ngôi mộ cổ này lắc lư kịch liệt như muốn nhấn chìm và chấn áp Thạch Hạo, quá kỳ lạ, một vài sự kiện nãy giờ đã giúp hắn cảm nhận được sự nguy hiểm của vùng cấm khu này, sau khi chạy thục mạng thì chợt xuất hiện mấy ngàn bộ thi thể nằm ngang trên đường, bởi vì sau khi mộ cổ di chuyển thì đã làm lộ những thi thể này, đều là những thiên tài trẻ tuổi của ba ngàn châu, rất nhiều người chết ở nơi đây, không có ai may mắn còn sống cả. Lúc này Thạch Hạo ý thức được, cấm khu hùng vĩ này nguy hiểm quá lớn, không thể không đề phòng, hơi bất cẩn đôi chút thì sẽ là vạn kiếp bất phục. Từ khi rời khỏi Thằng Châu cho tới giờ thì hắn đã đi được hơn một tháng, thế nhưng cũng chưa hề thấy cái gọi là tòa thành cổ kia đâu cả. Một luồng xét đánh xuống một gốc thần mộc, Thạch Hạo kinh ngạc. Trên đường đi hắn nhìn thấy một cây thần thụ tuy rằng bị xét đánh, toàn thân cháy đen thế nhưng vẫn đứng vững không hề ngã khụy. Đồng thời bên trong thân cây thi thoảng lại lóe lên ánh sáng lộng lẫy, nó đã trở thành thiên tài địa bảo, là một vật liệu tuyệt phẩm để luyện chế ra bảo cụ lôi đạo. Thế nhưng sau khi Thạch Hạo lại gần thì trong lòng chợt sinh ra cảnh giác, lập tức hắn lùi lại thật thanh. Không lâu sau thì hắn thử lấy ra một món pháp khí rồi đánh về phía cây cổ thụ ấy. ầm, um, phạm vi trăm dặm thì hư không nổ tung, còn mắt đất thì cũng không cần phải bản, hoàn toàn nát bấy. nơi ấy trở thành một vực sâu to lớn, mà ngay cả vòm trời cũng sụp đổ. cây gỗ đó là thứ gì thế, lại có thể sản sinh ra lôi điện? Thạch Hạo ngây dại đồng thời lạnh toát từ đầu tới chân, sức mạnh đó đủ để giết giáo chủ. Thạch Hạo mang theo vẻ lạnh người khiếp đảm rời đi, tiếp tục lên đường. Hai tháng sau hắn gặp một đoàn người, mỗi người đều mang theo thiết y, khí thế hùng hồn, vừa nhìn thì đã biết đều là cao thủ bách chiến bách tử. những người này cưỡi mãnh thủ ngồi hung cầm, tất cả đều rất mạnh mẽ, đều có một luồng khí tức dũng mãnh, yếu nhất là chân thần cảnh, bên trong không thiếu thiên thần, ngươi là người phương nào? Người đối diện hét lớn, ta là một người cầu đạo và cũng là một kẻ thám hiểm, muốn đi vào tòa thành cổ trong cấm khu, Thạch Hạo đáp, hắn cũng rất tò mò, những người này tới từ đâu, chẳng lẽ khoảng cách tới tòa thành cổ kia đã rất gần rồi, ngươi tới tìm tòa thành cổ kia à? Một mình xông qua đại hoang, từ ba ngàn châu tới đây, có người giật mình hỏi, đúng, ta là người cầu đạo, con đường này chính là con đường tập luyện của ta, Thạch Hạo trả lời, à, tòa thành mà ngươi nói cũng không còn xa nữa đâu, chúng ta đều tới từ nơi đó cả, và phụ trách việc điều tranh tình hình xung quanh, trong nhóm có người lớn tiếng nói. Đồng thời, những tọa kỵ này từ từ bước về trước, xoẹt, đột nhiên người kia lại ra tay, hắn lấy ra một bí bảo trấn áp lấy Thạch Hạo, cùng lúc đó, tia sáng chói mắt xông lên tận trời xanh, chiến sáng cả khu thế giới này, có người đang phóng tín hiệu và cầu viện trợ, giết, đối phương muốn giết mình thì Thạch Hạo cũng chẳng hề khách sáo làm gì, trong lúc hắn giơ tay thì ánh kiếm như cầu vòng, quét sạch địch thủ bốn phía, kết quả chỉ trong nháy mắt đã có mấy người mất mạng, nhưng bọn họ tựa như là đám người liều chết, người trước nằm xuống thì người sau phóng lên, các ngươi là người nào?" Thạch Hạo hỏi lớn, cùng lúc đó hắn cảm thấy được một khí tức khác nữa. Bụp, Thạch Hạo không hề do dự giết hết kẻ còn lại, trong lúc này, hắn nhìn thấy một nhóm người mặc áo đen cưỡi, trên cổ thú màu máu đang hóa thành một dòng lũ lao nhanh, tới đây, đội nhân mã này đều là cấp thiên thần cả giết hắn có người chỉ về thạch hạo thạch hạo không rõ khoảng cách cách tòa thành cổ kia không còn xa nữa thế nhưng vì sao những người này lại ra tay đối phó hắn thực lực của bọn họ đều rất mạnh mẽ khí tức lạnh lẽo vừa nhìn thì đã biết là những người sống sót từ trong xương và máu một đám người này đều chẳng phải là người lương thiện gì không phải là người chỉ dựa vào ngày ngày bế quan mà là những cường nhân bước ra từ những cuộc chiến đầy máu và xương người đạt tới thiên thần cảnh như vậy thì đều rất đáng sợ, kinh nghiệm chém giết của bọn họ hơn xa người thường, sức chiến đấu cũng đầy đáng sợ, bởi vì bọn họ là những cường giả được mài rũa trong tử vong, những thiên thần bình thường cũng đã cao cao tại thượng, đại biểu cho sự mạnh mẽ, thế nhưng đám người này lại là những con sói trong thiên thần, nên càng khiến người khác khiếp sợ hơn, nhưng Thạch Hạo cũng chẳng phải là hạng tầm thường, những gì hắn trải qua cũng không kém và chiến đấu với các cao thủ cũng đếm chẳng hết, ngay cả thiên thần tự tay hắn giết cũng không phải là số ít, hắn không chút chần chờ, sau lưng xuất hiện mấy cành liễu lấp lánh ánh hoàng kim lao nhanh về trước, đồng thời tay nắm tiên kiếm đại la bổ mạnh lại, kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng chẳng hề kém ai, thiên thần bị hắn giết cũng chẳng hề ít hơn những người đối diện, những người kia vọt tới cũng không vì sự bất phàm của hắn mà dừng lại, trái lại khí thế càng tăng mạnh, từng người điều khiển tọa kỵ lao về trước, một con thú sừng máu bên trên là một người trung niên với đầu lâu nứt toát, con mắt loài ánh đỏ, tay cầm kích lớn đỏ lòm đâm thẳng tới, hắn chính là kẻ cầm đầu, bên cạnh hắn còn có mấy người với tọa kỵ lớn như núi từng con lấp loài ánh sáng đỏ đậm đầy hung dữ và chẳng thiếu máu tanh tất cả đồng loạt triển khai bí pháp giết về thanh niên phía trước ầm um, hàng trăm cảnh liễu bay múa hàng loạt ánh sáng hoàng kim dạng người chặn đứng đám người này những gợn sóng kinh người lan tỏa sức chiến đấu thiên thần cũng không phải chỉ để nói chơi loại chiến đấu ở cấp bậc này đủ khiến thiên địa sập lún nổ nát chắc chắn sẽ hủy hết cả vùng núi nơi đây những cây cổ mộc san sát nơi xa cũng không thoát khỏi số phận nhưng nơi này có rất nhiều di tích có rất nhiều trận pháp cổ đại được lưu lại cho nên cũng không dễ hủy như vậy quả nhiên trên mặt đất tỏa ra những ký hiệu thần bí ổn định lại cả dãy núi bảo vệ cả vùng non sông này thạch hạo kinh ngạc đây không phải là cốt văn của kỷ nguyên này mà là một đạo phù thần bí hơn một kỷ nguyên trước răng rắc trong màn chớp đan dệt trong cơn quyết đấu bảo thuật thì hàng trăm cành liễu vàng bao phủ và giam cầm lại một ít bí bảo trong hư không mà thạch hạo lại như một con mãnh hổ toàn thân là lốm đốm điểm vàng chiếu sáng cả hư không nơi đây tay hắn cầm tiên kiếm đại la đơn độc đỡ lấy đòn đánh của tên đầy lĩnh kia keng tia lửa văng tung tóe kích lớn đỏ lòm bị kiếm thai chém chúng gần như gãy lìa thanh kích bị lực phản chấn uốn cong cắt đứt gan bàn tay của tên thiên thần ấy huyết dịch chảy xối xả hai người đều giật nảy mình thạch hạo nhìn về thanh đại kích đó đầy kinh ngạc không thể chém đứt nên biết thanh kiếm thai trong tay của hắn vô cùng sắc bén thứ gì cũng có thể chém lìa được chế tạo từ rất nhiều loại tiên kim rất nhanh hắn liền hiểu vũ khí của đối phương cũng rất đặc biệt có phù văn cấp giáo chủ từng được đại nhân vật tế luyện qua là binh khí đạt cấp chuẩn giáo chủ giết có người hét lớn đồng thời cả nhóm người lấy ra những viên đá với các máu sắc sặc sỡ và bố trí trận pháp hòng giết chết cho bằng được thạch hạo nên biết đây chính là một nhóm thiên thần trận pháp mà bọn họ liên thủ bố trí tuyệt không hề tầm thường chỉ là Thạch Hạo làm sao ngồi chờ chết được? Trong phút chốc, cánh côn bằng răng rộng, rồi tăng tốc độ tới cực hạn, tiếp là vận dụng hàng loạt bảo thuật của bản thân, triển khai truy sát đầy máu tanh nơi này. Các ngươi là người như thế nào? Vì sao lại biết được ta tới từ ba ngàn châu và còn ra tay giết ta nữa? Ta với các ngươi không thủ không oán, ta chỉ muốn tìm tòa thành cổ kia mà thôi, chưa hề trêu chọc gì các ngươi cả. Vì sao lại muốn giết ta? Thạch Hạo liên tục quát hỏi, hắn không biết vì sao mình lại đắc tội với những người này, nhưng mà cả đám người chẳng hề nói năng gì, thay vào đó là đồng loạt xuất thủ, bục một người bị bổ thành hai, máu tươi lênh láng ngay cả con tọa kỵ bên dưới cũng liên đới và bỏ mạng theo phụt một tiếng đầu lâu của tên còn lại bay vút lên cao và rơi xuống ngoài mười mấy trượng thạch hạo đại khai sát dưới nơi này đã có người muốn đối phó hắn thì hắn tất nhiên sẽ ra tay trả lại kết quả không một ai có thể chạy thoát toàn bộ bị giết sạch tại sao thạch hạo hỏi lớn nhưng những người này đều xuất hiện những điểm dị thường con mắt biến đỏ như máu tựa như đã nhập ma bọn họ gào thét điên cuồng tuyệt không sợ chết thạch hạo phát hiện con mắt của những người này rất kỳ lạ những đặc tính của con mắt này lại rất giống với những con mắt được sương mù bao phủ khi hắn mộng về tiên cổ kia thời khắc này máu huyết của thạch hạo sụp sôi trước đây không lâu nhóm bằng hữu vừa mới bỏ mạng mà hắn chỉ biết đứng nhìn hiện giờ sát y trong lòng tăng mạnh hắn cố nén lửa giận rồi bắt lấy một tên muốn tìm kiếm nguyên thần thế nhưng kẻ này lại tự thiêu đốt nguyên thần và nổ tung suýt nữa thì thương tổn tới hắn một lát sau, thạch hạo chẳng hề lưu tình, trường kiếm chém về trước. tuy rằng đám người này như hóa điên thế nhưng từng tên lần lượt bị thạch hạo đánh ngục, không một ai thoát được. gần rồi, ta cách bọn họ không còn xa nữa. thạch hạo cắn răng, cảm thấy mình cách những kẻ địch kia không còn xa nữa, hắn sẽ không bao giờ quên tình cảnh mà đám anh tài ở tiên cổ kia chết đi. mỗi khi nhớ tới thì lòng đều quặn đau. ta tới gần biên hoang rồi à, địch thủ đã vượt ải thành công. thạch hạo lẩm bẩm, hơn nữa vào lúc này hắn chợt dùng mình một cái, chẳng lẽ biên hoang đã bị công phá, những người kia đã xông vào đây hắn nghĩ tới trận chiến chém giết đầy gian nan với một viên trong mắt không lâu trước đây viên trong mắt này từng nói đại quân của bọn chúng sẽ rất nhanh lại đây hơn nữa sẽ không còn xa thạch hạo bị ý nghĩ của mình dọa cho sợ hãi biên hoàng đã bị công phá lẽ nào cục diện khắp nơi là khói lửa thiên hạ đại loạn sẽ được mở ra từ đây ư nếu như thế thì chắc chắn là một đại họa thời loạn lạc sẽ tới rồi thạch hạo cảm thấy thân thể chợt lạnh lẽo hắn cũng chưa có chuẩn bị kỹ chưa hề bước tới bước đỉnh cao nếu như cứ vậy đối đầu với những sinh linh kia thì có thể sẽ như đám hoàng nữ hay không mang theo lòng không cam vì bị bóp chết khi chưa trưởng thành Hắn không cam, những việc mộng về tiên cổ vẫn như đang ở trước mắt, hắn muốn báo thù cho những vị bằng hữu kia, chứ không phải mình bị người khác xóa bỏ. Thạch Hạo yên lặng ở nơi đây trong chốc lát, hắn suy nghĩ, hắn không hề xoay người bỏ chạy, mà hóa thành một làn khói mỏng, một đường bay thật nhanh, hắn muốn tới xem thử, nơi sâu trong cấm khu đã phát sinh việc gì, đến tột cùng ra sao. Mấy ngày sau, Thạch Hạo không biết mình đã đi được bao nhiêu vạn dặm, vượt qua bao nhiêu núi sông, rốt cuộc thì hắn cũng tiến vào một nơi kỳ dị, cách rất xa thì hắn thấy được một tòa thành lớn nơi cuối chân trời nó rộng lớn và hùng vĩ, tựa như là một thủ phủ của vị hoàng đế nào vậy. Đến rồi, ta đã tìm thấy nó rồi, vẻ mặt của Thạch Hạo đầy nghiêm túc, hắn rất muốn tới xem nơi đó đã phát sinh những biến cố gì. Đây là một mảnh bình nguyên, tuy rằng vẫn có cổ mộc, thế nhưng lại rất thưa thớt, mặt đất khô cằn chẳng hề có ngọn núi vắt ngang nào. Chính vì thế khi tòa thành này được đặt ở nơi này thì càng tăng thêm vẻ hùng hồn, khí thế nguy nga trắng lệ của mình, Thạch Hạo ngơ ngác, thế là tìm thấy rồi, đây chính là nơi ký kết minh ước thái cổ ư? Sự uy nghiêm, rộng lớn cùng với một luồng khí thế vô cùng to lớn, tới tòa thành này thì sẽ có nghĩa là đã tới gần biên hoang, hoặc đây là khu vực ngoài cùng của biên hoang, Thạch Hạo cảm thấy hồi hộp, sắc mặt đầy phức tạp. Đây là khu vực giao tranh từ hơn một kỷ nguyên trước tới giờ, chắc chắn sẽ vô cùng kinh khủng. Trong dòng sông lịch sử, nhất định có rất nhiều anh kiệt tuyệt đại bước qua nơi đây, có không ít người đã chôn xương bên dưới, những câu chuyện xưa xúc động lòng người đó đáng để đáng tưởng nhớ. Thậm chí kẻ thù ban đầu khả năng vẫn còn sống, mà bọn họ đã từ bên kia biên hoang tới nơi đây. Thạch Hạo rất muốn biết đám người đó có hình thù ra sao, nói chính xác hơn là đám sinh linh đó, bởi vì hắn không chắc chắn bọn họ là người. Dù cho có bên trong có lượng lớn hình dáng giống con người đi nữa, tuy rằng đã mộng về tiên cổ thế nhưng hắn thấy vẫn còn quá ít, những sinh linh kia được khói xám che kín chỉ có thể thấy được những móng vuốt, vảy lông mà thôi, còn hình bóng thì chỉ lóe qua đôi chút, lại gần tòa thành này xem sao, phải tra rõ đầu đuôi, trên vùng bình nguyên này, tuy rằng cổ mộc thưa thớt, thế nhưng cũng có một số cao lớn vô cùng, mỗi cây phải cao tới mấy trăm trượng, tựa như là một ngọn núi nhỏ màu xanh lá vậy, khi tới gần thì trong tòa thành này có không ít người và vô cùng náo nhiệt, bởi vì những tiếng huyên náo không nhỏ từ xa chuyển lại, hả, rất nhanh thì Thạch Hạo nhìn thấy được một nhóm người từ trong thành lao về phía này, bị phát hiện ư? ánh mắt của thạch hạo sâu lắng cũng may là bọn họ nhằm về một hướng khác cũng là một nhóm kỵ binh được cầm đầu bởi thiên thần rất mạnh mẽ nơi đây cao thủ san sát việc làm hắn vui mừng nhất chính là sau khi nhìn vào trong thành thì cũng không thiếu những người có tu vi thấp thậm chí có cả tôn giả trong một tòa thành trì kỳ lạ như vậy thì những người có thực lực như thế quả thật là hiếm thấy bởi vì trong tưởng tượng của thạch hạo bất luận những tòa thành nào bị chiếm đóng dù cho có nằm trong tay của người thượng giới thì chắc chắn phải có lượng lớn cường giả mới đúng bất cứ người có thực lực yếu ớt cũng rất khó sống sót ở đây sau đó hắn nhìn thấy một người Ma nữ, nàng đang ở trong thành, vẫn nhí nhảnh như trước, vẫn xinh đẹp tới lạ thường, hơn nữa lại vô cùng thích thú dạo bước trong thành, chẳng hề có chút căng thẳng gì cả. Thạch Hạo ngạc nhiên, kẻ danh ma này sao có thể trà trộn vào trong được, hơn nữa điệu bộ rất là thảnh thơi, chẳng có chút lo lắng gì, và quan trọng nhất chính là, làm sao nàng lại có thể chạy tới trước cả hắn, nơi đây cách cửa thành cũng không phải rất xa nên Thạch Hạo có thể thấy rõ mọi việc bên trong, người người không ít, chủng tộc cũng rất nhiều, nhân vật cực kỳ mạnh chẳng thiếu, và người nhỏ yếu vẫn có thể tìm được rất nhanh. Ma nữ kinh ngạc xoay người nhìn về hướng này, tiếp đó là lắc lắc eo thon, gót sen duỗi thẳng hướng về đây, Thạch Hạo dọc theo đường cũ hồng rời khỏi nơi đây, nhưng ma nữ lại truyền âm nói, "Nhóc con, chớ có lảng tránh, ta thấy ngươi rồi đó." Thạch Hạo kinh ngạc rồi sau đó dừng lại, và rồi nhìn chằm chằm ma nữ đã ra khỏi thành và đang từ từ tới đây, "Nè nè nè, chưa thấy chị bao giờ hả?" Ngây ngốc gì đó, cứ y như khúc gỗ thế, ma nữ vô cùng quyến rũ, thế nhưng miệng lưỡi lại vô cùng sắc bén, không khi nào là miệng mồm cả. Ngươi đã theo địch, Thạch Hạo hỏi, đương nhiên chính hắn cũng không thể nào tin được, mà trong giây lát hắn chợt nhận ra, bản thân đã sới tung tùng phéo lên cả, mà tòa thành trì này chắc chắn không giống với trong tưởng tượng của hắn. Ngươi nói bậy bạ gì thế hả? Không hiểu ra à? Tự nhìn lại bản thân đi, ma nữ chế nhạo, Thạch Hạo hiểu rõ, tòa thành này chưa hề bị đánh hạ, sao ngươi lại tới trước cả ta thế? Thạch Hạo truy hỏi, chàng trai, ngươi có ý gì hả? Ma nữ lườm đầy bất mãn, mang theo vẻ khiêu khích cùng với cười cười nói, có phải cảm thấy mình rất kém cỏi chứ gì? Tu ra ba luồng tiên khí, thế nhưng lại rớt ở sau cả ta, không phục chứ gì, đây chính là sự thật, chàng trai, ngươi còn kém lắm, thạch hạo bị nàng chế nhạo cả buổi mà chẳng biết nói gì cả, quả thật hắn có ý nghĩ này, hắn cảm thấy mình rất mạnh và tốc độ đã cực kỳ nhanh, thế nhưng vẫn đứng ở phía sau, ha ha ha, sao không còn hà hê nữa, có phải cảm thấy tranh lệnh giữa ta với ngươi rất xa chứ gì, nhóc con, cố gắng lên, ma nữ tựa như bà cụ non an ủi hắn, sau khi nói xong lời cuối thì nhịn không được ôm bụng cười, ngươi có cách gì mà tới trước cả ta thế hả, thạch hạo không cam hỏi, ngươi quên tam đại chí tôn rồi à? họ chỉ vung tay áo là có thể đem mọi người tới những nơi hoàn toàn khác nhau, ta đã được đưa tới trước cho nên phải hơn hẳn là đúng rồi, mà nữ nói thẳng, Thạch Hạo không tin, bởi vì tam đại chí tôn nhiều lắm cũng đưa mọi người tới cỡ trăm vạn dặm là cùng, thế nhưng lộ trình trong mấy tháng này của hắn, chắc chắc đã không biết bao nhiêu trăm vạn dặm rồi, khó mà đo đếm được, hắn cảm thấy, mình có thể đuổi kịp bất kỳ ai đang đi đầu, cho nên không hề tin lời nói của ma nữ, thật không may, nơi ta được đưa tới lại có một truyền tống trận và cứ thế đưa ta tới tòa thành trì này, ma nữ tiếp tục giải thích, Thạch Hạo không nói gì cả, quá không công bằng. Hắn cửu tử nhất sinh, trên đường đi gặp không biết bao nhiêu hung hiểm, thế nhưng ma nữ lại chỉ cần một bước mà đã tới được nơi này, quá dễ dàng, làm sao ngươi phát hiện ra ta thế?" Thạch Hạo hỏi, hắn tin chắc khả năng ẩn núp của mình rất mạnh, thế nhưng vẫn còn đang ở ngoài thành mà trong nháy mắt ma nữ đã phát hiện ra hắn, bởi vì, ngươi quá yếu, nếu ta muốn tìm ngươi thì chỉ cần lật tay là có." Thạch Hạo nghe được những lời này thì nghiến chặt răng, ma nữ đang cố ý châm chọc khiến hắn bực tức, nói, "Đã xảy ra chuyện gì?" Thạch Hạo vẻ mặt không hiền, dáng vẻ như muốn xuất thủ, trên người ngươi có một tòa tàn tháp, mà trên người ta lại có một viên minh châu. Ngươi nên nhớ, hai thứ này có thể cảm ứng nhau, mà nữ nói, Thạch Hạo nghe thế thì thất vọng, Tiểu Tháp đã rời đi rất lâu rồi, đã tiến vào cánh cửa nguyên thủy cùng với Liễu Thần, giờ ở nơi nào, đi nơi nào, hoặc là đã tới tiền tuyến của chiến trường ư, hoặc là cả hai đã siêu thoát, tiến vào vùng đất thần thánh nhất, Thạch Hạo rất muốn gặp lại cả hai, thế nhưng biết việc này không thực tế, ít nhất hiện giờ hắn vẫn không có loại năng lực đó, rõ ràng, Thạch Châu siêu phàm trên người ma nữ đã cảm ứng được Thạch Hạo, cho nên nàng mới biết hắn đã tới lén lút ngoài thành làm gì thế hả tại sao không dám vào trong ma nữ hỏi ngươi có thể nói dễ nghe chút không được à ta làm gì mà phải lén lút người oai phong như anh đây mà ngươi không thấy ngại khi chê cười à nói cho đúng đi thạch hạo chừng nàng một tên tham ăn một kẻ trộm cướp ma nữ lẩm bẩm tiếp đó thì thạch hạo biết được mọi chuyện từ nàng tòa thành này rất đặc biệt thế nhưng cũng không phải là tòa thành khổng lồ mà bọn họ cần tìm hắn chấn kinh tới ngây người một tòa thành bao la hùng vĩ như vậy mà cũng không phải là nơi cần tìm trong cấm khu này có rất nhiều cổ thành như vậy à hắn khó mà lý giải được vốn là khu không người Thế nhưng tại sao lại có nhiều tòa thành như vậy, cũng không nhiều, ngược lại số lượng rất là ít, mà nữ nói, nàng nói cho Thạch Hạo biết, tòa thành cổ chân chính kia sẽ to lớn hơn gấp trăm lần, dáng vẻ hùng vĩ, tựa như là một tòa thành thiên đế, nó trấn áp ở khu vực biên giới, người nên biết, từ xưa tới giờ vẫn có cao thủ tuyệt đại tiến vào tòa thành đó, để thực hiện minh ước của thái cổ, mà bọn họ lại có những đệ tử, có những đời sau sinh sống trong khu vực này, người nói là, tòa thành phía trước kia chính là nơi sinh sống của đời sau của các cao thủ tuyệt đại ấy, chính xác, người càng ngày càng nhiều thì từ từ sẽ tạo nên thành trì thôi. Thạch Hạo bừng tỉnh, tòa thành trì này cũng có ý nghĩa rất quan trọng, hơn nữa nếu tìm tới được nơi đây thì rõ ràng, khoảng cách tới tòa thành khổng lồ kia không còn bao xa nữa. Sao ngươi còn chưa rời đi? Thạch Hạo không rõ, nếu như ma nữ đã tới nơi này thì hẳn phải đi tìm tòa thành khổng lồ chân chính kia mới đúng chứ. Rất nhanh thì hắn nghe được một tin tức khá là giật mình, khu vực này có cơ duyên, nghe đồn có một quả trứng kỳ lân, kỳ lân thuần huyết. Thạch Hạo kinh ngạc hỏi, "Chuẩn, gần đây thường xuyên xảy ra dị tượng." có lúc trong núi sông có lúc dưới đất sâu rất nhiều người nhìn thấy hình ảnh của một con kỳ lân nhỏ màu trắng biến ảo trong hư không nghe ma nữ nói thế thì thạch hạo không cách nào bình tĩnh được bởi vì khi hắn nghĩ lạ lúc mộng về tiên cổ có cô bé ôm một chú kỳ lân con màu trắng trong lòng thạch hạo cùng vào thành với ma nữ trên đường đi không ngừng kể lại những chuyện mà hắn từng bị một đội cường giả chặn giết quả nhiên có người như thế ma nữ cả kinh ở đây nàng tìm hiểu được rất nhiều chuyện những năm gần đây từ biên hoang tràn tới luồng khí thế rất đáng sợ khiến cho nhiều người trở nên điên cuồng nói chính xác là bị ăn mòn mê hoặc tâm trí chỉ là những người như vậy ẩn giấu rất sâu bình thường rất khó phát hiện được mà lần này thạch hạo lại gặp phải một nhóm người như thế là thuộc về cao thủ trong thành này tình huống vô cùng nghiêm trọng biên hoang sẽ loạn bọn họ sắp phá ải rồi thạch hạo tự nói mà nữ cũng trở nên nghiêm túc linh cảm được đại loạn sắp nổi lên tình huống vô cùng gây go thạch hạo vào thành hắn cũng không có rời đi ngay mà tạm thời nán lại nơi đây bởi vì hắn muốn tìm kiếm quả trứng kỳ lân kia trên thực tế rất nhiều người trong thành cũng không ngừng tìm kiếm bởi vì gần đây ngày nào dị tượng kỳ lân trắng cũng hiện lên và đã có rất nhiều người biết được, không thể để cho tên lục quan vương kia đoạt được. Thạch Hạo nói, Ninh Xuyên lúc sinh ra thì đã có kỳ lân văn, nếu như để hắn đoạt được thì chắc chắn sẽ tràn đầy biến số. Chỉ hai ngày sau đó thì Thạch Hạo cũng đã nhìn thấy được dị tượng, bên trong núi sông nơi xa có dáng lành hiện lên, một kỳ lân con màu trắng hiện ra đầy sống động, đông đảo tu sĩ trở nên điên cuồng, tất cả đều vọt nhanh tới, dù là Thạch Hạo cũng không ngoại lệ. Tiếp đó, tâm thần của hắn chấn động mạnh, kỳ lân con hiện lên trong dị tượng kia, hoàn toàn y như kỳ lân trắng mà khi hắn mộng về tiên cổ gặp được, việc khiến hắn khiếp sợ nhất chính là có một câu nói luôn văng vẳng trong lòng hắn nói sao ta lại nhìn ngươi quen quen thế không lâu trước đây chúng ta đã gặp nhau rồi mày không có chết vẫn còn sống lời nói của thạch hạo trở nên run rẩy bậy bạ ta ngủ say trong vô tận năm tháng làm sao có khả năng gặp được ngươi chứ kỳ lân con nói mộng về tiên cổ chúng ta đã gặp nhau ở nam hải từ trúc lâm ngươi được một cô bé ôm chặt trong ngực thạch hạo nói cái gì là ngươi ngươi lại ở đời này kỳ lân con sợ hãi kêu lên tiếp đó là trượt quá khóc đầy thương tâm nói với thạch hạo ta vẫn đang đợi đợi trong vô tận năm tháng để chờ nàng xuất hiện thế nhưng không cách nào gặp được nữa nàng vĩnh viễn không có tới tìm ta nghe kỳ lân con gào khóc thì lòng thạch hạo cũng run run trong mấy tháng này hắn luôn luôn suy nghĩ không biết những việc mình trải qua vừa qua có phải là sự thật hay là không chính mắt nhìn thấy hoàng nữ thanh niên lưng mang bảo kiếm tiên kim quang minh cô bé ôm chặt kỳ lân con nằm dài trong vũng máu chết thảm ở Nam Hải Tử Trúc Lâm, hắn đau đớn nhìn từng hình ảnh một, thế nhưng không cách nào thay đổi được, trong lòng thì buồn phiền và tiếc nuối vô cùng, giờ nhìn thấy lại Kỳ Lân con thì toàn bộ như đã được chứng thực, những sự việc trải qua ngày đó đều không phải là mơ, mà là sự thật, Thạch Hạo đau đớn, trong lòng giấy lên vẻ xót xa, hắn từng thần du về những năm cuối của tiên cổ, từng giao lưu và kết bạn với nhiều người, thế nhưng sự thật lại tàn khốc như thế, chỉ biết nhìn từng người một chết đi, ta vẫn đang chờ, hy vọng nàng có thể trở về ta nghĩ nàng kỳ lân con khóc hu hu việc này khiến suy nghĩ của thạch hạo lại như quay về lại tiên cổ lần nữa tuy rằng chỉ giao lưu với những người này rất ngắn ngủi thế nhưng lại rất là khó quên đừng khóc nữa đi theo ta biên hoang chuẩn bị loạn rồi tao dẫn mày đi giết địch báo thù cho bọn họ thạch hạo nói rồi nhìn về kỳ lân nhỏ mờ ảo trong hư không kia trong lòng hắn có một luồng chiến ý tựa như ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực hắn muốn lao thật nhanh tới chiến trường kia khi mộng về tiên cổ thì đã khiến hắn cảm thấy dây dứt, hắn không cách nào xuất thủ được, nên đời này hắn muốn tới đó chiến một trận, giết thẳng về biên hoang, không, ta phải đợi nàng, chờ nàng lại xuất hiện và quay lại, kỳ lân nhỏ kiên quyết không hiện ra chân thân, chỉ dùng hình ảnh mờ ảo đó giao lưu với hắn, ta cũng hy vọng nàng sẽ quay trở lại thế nhưng, nàng sẽ không bao giờ có thể xuất hiện nữa đâu. Thạch Hạo tuy nói rất bình tĩnh thế nhưng lòng chẳng được như thế, ở kỷ nguyên đó, bi và thương tràn ngập, toàn bộ những trẻ tuổi trí tôn đều điêu tàn, bọn họ kinh tài tuyệt diễm, không thiếu người tu ra ba luồng tiên khí ví như là hoàng nữ, nếu như sống tới hiện giờ, thì dù là thạch hạo hay thập quan vương cung không thể tranh giành danh tiếng được đó là thời đại huy hoàng xuất hiện nhân tài lớp lớp và cũng là thời tận thế khiến người ta đau xót nhân kiệt mạnh mẽ nhóm này tới nhóm khác thế nhưng nhìn chung vẫn chưa có trưởng thành cứ thế héo tàn như vậy dù gì cũng là một thời đại đau buồn là một đoạn năm tháng đầy bi thương không ta tin chắc nàng sẽ quay lại sẽ còn xuất hiện sẽ tới vùng non sông này tìm ta kỳ lân nhỏ hét lớn đầy vô vọng những giọt nước mắt đã ướt đầy mặt một con thú con lại đau đớn như vậy huống chi là một thạch hạo đã trưởng thành hắn thở dài một tiếng rồi nhìn thiên địa nhìn về nơi xa hắn hiểu được sự trung thành và trọng tình nghĩa của kỳ lân nhỏ này, cũng là vì tiếc nuối và vô lực ở năm xưa, đáng tiếc kỷ nguyên tiên cổ đầy bi thương ấy đã xa dần rồi, mày sẽ từ từ lớn lên, cố gắng chấp nhận hiện thực đi. Thạch Hạo nói, tuy rằng chua xót thế nhưng hắn muốn kỳ lân nhỏ tỉnh lại từ trong mộng, bởi vì đây là một con kỳ lân thuần huyết, một khi trưởng thành thì sức chiến đấu ngập trời, dũng mãnh thế gian, là đại chủ lực trong tương lai, không thể mặc cho nó u buồn đau khổ như vậy được. Ta tuy rằng vẫn còn nhỏ thế nhưng rất chính chắn, ta tin nàng sẽ xuất hiện. Kỳ lân nhỏ kiên định nói thạch hạo vô cùng kinh ngạc tuy rằng không tin thế nhưng vẫn hỏi lại lý do ngươi có thể mộng về tiên cổ thì tại sao nàng lại không thể hiện trên thế gian kỳ lân nhỏ khẽ nói thạch hạo trầm mặc hắn có thể quay lại là do vô trung đã làm rối loạn dòng sông thời gian dùng chiếc chuông thời gian để đưa hắn về quá khứ thần du về đời đó thậm chí còn có cả lục đạo luân hồi vương ra tay nữa kết hợp với pháp của người này cho nên uy lực không cách nào suy đoán được trong chốc lát thạch hạo tỉnh ngộ đúng rồi chỉ mới nghĩ tới thời gian mà lại quên khuấy đi mất vị lục đạo luân hồi vương pháp của hắn đạo của hắn nếu như diễn biến tới mức tận cùng thì có thể làm ra những chuyện khó tin làm sao mày có thể sống sót thế thạch hạo hỏi kỳ lân nhỏ trước tiên là tại sao nó vẫn chưa chết ta được người khác xé rách không gian và truyền tống đi chỗ khác sau đó được mai táng trong một đống vật chất bất tử sau khi trầm miên cả vạn cổ thì mãi tới gần đây mới thức tỉnh năm tháng không thể xóa bỏ tính mạng ta được kỳ lân nhỏ trắng như tuyết nói thế việc này khiến thạch hạo kinh ngạc vật chất bất tử đây là thứ mà các vị đại nhân vật thu thập trong thiên địa này nếu như không thể trở thành trường sinh giả thì thứ đó hoàn toàn có thể bỏ mệnh khác gì là bất tử đâu sau đó dù thạch hạo nói gì đi nữa thì kỳ lân nhỏ cũng không hiện thân và nói với hắn rằng người khác không cách nào tìm được nó đâu bởi vì trên người nó có một trí bảo tiên cổ nó biến mất và không còn xuất hiện nữa cuối cùng nó chỉ để lại một lời nói ta phải đợi nàng chờ nàng trở về tái hiện lại trên thế gian việc này làm cho thạch hạo cảm thấy phiền muộn hoang mang kỳ lân nhỏ sẽ đợi được thiếu nữ kia sao hắn nghĩ việc này không hiện thực thế gian này không có luân hồi nó đang sống trong chính mộng của mình sao nhưng mà thạch hạo cũng rất chờ mong nếu như kỳ lân con có thể đợi được cô bé đó hoặc là những sinh linh hơn kỳ nguyên trước, như vậy ý nghĩa sẽ vô cùng lớn, dù cho biên hoang có bị phá, thì cũng sẽ không tuyệt vọng như trước nữa, thành trì rất lớn, thạch hạo lại trở về, trên thực tế, những người khác sớm đã trở về cả, lại thêm một chuyến tay không, không một ai biết kỳ lân nhỏ này ở nơi nào, thậm chí có nhiều người vận dụng đại pháp lực, rời núi chuyển sông thế nhưng cũng đều phí công, tới giờ thì mọi người ở tin chắc, thứ gọi là trừng kỳ lân kia không hề ở gần đây mà là một nơi rất xa xăm, có nắm kỳ bảo nên mới có thể tự vệ được. Trong tòa thành, người càng ngày càng nhiều hơn, bởi vì không riêng Thạch Hạo, mà nữ tới, mà một vài tu sĩ bên ngoài cũng đã tới, ai ai cũng rất là mạnh mẽ, bọn họ từ những tòa thành khác tới nơi này, khi nghe được tin tức về kỳ lân xuất thế, thì ai cũng muốn bắt cho bằng được, có người nói rằng, đó là một con kỳ lân non, bởi vì niết bàn cho nên trở thành một quả trứng, nếu như đoạt được, thì chắc chắn sẽ có một thần thú vô cùng mạnh mẽ bầu bạn bên cạnh, đây là những gì mà mọi người nghe được, cho nên ai ai cũng chen nhau tới đây nơi sâu trong cấm khu cũng không phải có rất nhiều các tòa thành cổ thế nhưng mỗi tòa đều rất to lớn và đều có những cao thủ trông coi đều là những nhân vật vô thượng ở một thời kỳ nào đó của thượng giới đáng tiếc là những người kia đều lần lượt chết đi và chỉ còn lại những hậu nhân của bọn họ lưu lại trong tòa thành cổ mà thôi hình như ngươi không có hứng thú với kỳ lân nhỏ kia mà nữ hỏi thạch hạo hãy nghe ta cùng nhau rời đi thôi nhanh chóng đi biên hoang để tìm tòa đế thành kia đừng quên mục đích chính của chúng ta thạch hạo khuyên nàng đừng có hy vọng về việc đoạt được kỳ lân con kia Đương nhiên, hắn cũng không có kể về chuyện mình đã giao lưu với Kỳ Lân con, bởi vì chuyện này quá khó tin, từng kết bạn với một nhóm người ở tiên cổ, dù nói thế nào đi nữa cũng quá hoang đường, người khác chắc chắn sẽ cho rằng hắn là kẻ điên, người chắc chắn sẽ không đi chiếm Kỳ Lân con, mà nữ hỏi, chắc chắn, Thạch Hạo bình thản nói, mà nữ nhìn đi nhìn lại, tiếp đó nằm ngoài dự đoán của Thạch Hạo, nàng nói, nếu đã thế thì chúng ta lên đường thôi, nhanh nhanh tới biên hoang tìm tòa thành ấy, khi nghe được tin của Kỳ Lân thì không có mấy ai có thể giữ được bình tĩnh, đặc biệt là loại người như ma nữ trên thân có mang theo Thạch Châu thần bí có thể dựa vào thứ này để tìm kiếm, hiện giờ nói bỏ là bỏ. Thạch Hạo liếc nhìn nàng, chẳng nghĩ rằng nàng nói đi là sẽ đi, ánh mắt đó là có ý gì, chẳng lẽ muốn thay đổi khuyên ta ở lại? Nàng lườm hắn, "Không, chỉ là không nghĩ tới ngươi lại thật thà như vậy, lần này, cả hai cùng nhau lên đường rời khỏi tòa thành lớn này và hướng về nơi sâu trong vùng cấm khu, có người đuổi tới kìa." Sau khi đi được mấy vạn dặm thì có tiếng vang của những kỵ binh từ sau truyền tới, một nhóm cường giả mười mấy người với cặp mắt đỏ tươi, tựa như là ác thú mang theo sát khí ngập trời truy kích tới, như những người trước kia thạch hạo từng giết qua một nhóm thiên thần cũng rơi vào trạng thái như thế này con mắt đỏ đậm bản thân thì bị lạc lỗi xem ra sâu trong vùng cấm khu đã xảy ra vấn đề gì đó rất lớn có thể nhìn ra được sự mạnh mẽ cỡ nào của bọn họ mà nữ nói rõ ràng mấy ngày nay con đường của bọn họ cũng rất gần đây khi thạch hạo giải quyết những tình huống nguy hiểm thì bọn họ vẫn ra sức đuổi theo sau nếu không dựa vào khả năng của bọn họ thì chắc chắn không thể nào so được với Thạch Hạo, cơ bản không có cửa để đuổi kịp, ngươi chính là người đã giết đội 19, đối diện, tên cầm đầu lạnh lẽo nhìn chằm chằm Thạch Hạo, giữa các ngươi có thể cảm ứng lẫn nhau à? Ta đã giết đám người kia và các ngươi có thể phát hiện ra. Thạch Hạo hỏi, đồng thời, hắn nói những lời này, cũng tương tự như đã thừa nhận giết chết đám cường giả bị ăn mòn kia, sâu trong vùng cấm khu này rất nguy hiểm, từ trong biên hoang tản ra một ít sương mù có thể mê hoặc tâm thần người khác và dẫn tới việc bị sa đọa, trở thành địch của chúng ta thì dù là nửa bước ở trong cấm khu này cũng khó mà đi được, tên cầm đầu quát lên, tiếp đó mười mấy tên ở sau người hắn đều dơ cao binh khí, tráng lệ thật, một đội thiên thần, cấm khu này thật khó mà tưởng tượng hết dược, nhân số tuy rằng không phải rất nhiều thế nhưng cao thủ lại quá nhiều, mà nữ cảm thán, ta cũng đã đi cả vạn dặm rồi mà, tại sao lại nói là nửa bước khó đi, dựa vào cảm giác nên ta biết ngươi rất mạnh, thế nhưng vẫn không phải là một vị đại nhân vật, chưa hoàn toàn trưởng thành. Cho nên, chắc chắn phải chết, tên cầm đầu đó lên tiếng, mãnh thú bên người hắn cũng rít gào, cặp mắt cũng đỏ lòm như máu, đúng không các ngươi cứ việc thử xem sao thạch hạo nói người có thể giết sạch đội 19 thì quả thật chúng ta không phải là đối thủ thế nhưng ngươi cũng sống không bao lâu nữa đâu tên cầm đầu kia nói rồi ngâm tụng cổ ngữ tựa như đang cúng khẩn gì đó mời đại nhân giáng lâm có người nói đúng lúc này cách đó không xa có một ngọn núi đá nứt toác và lộ ra một tế đàn được nhuộm bởi máu đỏ không thể nào ma nữ biến sắc tuy rằng nghe nói biên hoang bất ổn thế nhưng lại không ngờ tới lại tới mức này bọn họ làm gì thế thạch hạo hỏi những người này vốn thuộc về ba ngàn châu chỉ là bị ma hóa Thế nhưng bọn họ lại có thể kiến tạo nên tế đàn máu máu đó, thứ này có thể gọi mời sinh linh của bên kia biên hoang giáng lâm tới nơi này, mà nữ nghiêm túc nói, Thạch Hạo cảm thấy đau đầu, nơi đây thật sự là phiền phức mà, đội nhân mã đó không ngừng ngâm tụng thần chú, từng người xuất hết mọi thủ đoạn của bản thân, dùng máu huyết thiên thần để tế lễ cho tế đàn đó, xem như là đang hiến tế, là ai đang gọi mời ta đó, muốn ta hiện ra bản thể à? Đúng lúc này, bên trên tế đàn đó truyền tới một lời nói lười biếng, hắn rất trẻ thế nhưng lại có một loại uy thế vô cùng núi đá nứt toác, tế đàn màu máu xuất hiện, lời nói đầy hời hợt thế nhưng lại khiến lòng người run rẩy, sinh ra một cảm giác yêu tả, bái kiến chủ nhân, nhóm người đó cùng hô vang, đồng thời con mắt càng thêm đỏ đậm tựa như máu huyết, Thạch Hạo khá kinh ngạc, không ngờ có thể thấy được một tế đàn màu máu như thế, rõ ràng nó không phải nối liền với ba ngàn châu, mà là phía bên kia của biên hoang, việc này quá đột ngột và cũng khiến người khác vô cùng chấn kinh, hắn luôn biết chiến tranh sẽ tới sẽ bao phủ khắp trời đất, cả cửu thiên thập địa cũng không cách nào thoát được. Thế nhưng sau khi gặp và trải nghiệm qua, thì hắn mới hiểu rõ vì sao lại khiến người khác sợ hãi như vậy, nên biết, kỷ nguyên tiên cổ là bị những người này xóa bỏ, hiện giờ họ lại xuất hiện thì ai có thể chống lại, ít nhất năm đó còn có Thập Hung, còn có Liễu Thần, còn có Vô Trung, còn có Lục Đạo Luân Hồi Vương, vậy giờ thì sao, còn có ai, cao thủ ở cấp độ đó đã không còn, khi nghĩ tới cảnh tượng những kẻ địch này xông cửa ải, thì tâm Thạch Hạo đều nguội lạnh, quá nhanh, hắn vẫn chưa hề chuẩn bị thấu đáo, còn chưa hoàn toàn quật khởi, mà nữ cũng vô cùng nghiêm túc, con mắt sâu thăm thẳm, thu lại dáng vẻ vui tươi thường ngày hiện giờ đã trở thành một nữ sát thần đầy lạnh lẽo, nàng cũng không nghĩ tới ngày đó lại tới nhanh như thế, tòa tế đàn màu máu này lại được xây dựng xong sớm như thế, người bên kia có thể dựa vào thứ này để qua đây, tới lúc này thì đã quá rõ ràng, bọn họ đã chuẩn bị rất nhiều năm, nếu như lúc tiến công thì chắc chắn sẽ là đầy dẫy tế đàn, vô số đại quân, chỉ vừa tưởng tượng thôi đã khiến người khác sợ hãi, quá kinh khủng, xoẹt, thạch hạo xuất thủ, hắn ra tay chính là pháp của liễu thần, một cành liễu vàng to lớn lao vút tới, tựa như là sợi xích thần trật tự nhằm về tòa tế đàn đó, mục đích là phá tan thứ này. Bổn tọa ở đây thì dựa vào thứ gì mà dám làm càn chứ? Lời nói đầy hờ hững lại từ trong tế đàn truyền tới, hắn coi đây như chẳng phải là chuyện to tát gì. Đồng thời tế đàn phát sáng, những hình khắc bên trên lan tỏa trông rất sống động, tựa như đang phục sinh vậy. Đến đây mình xin khép lại tập này, cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu hay, đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh, và cũng đừng quên comment góp ý những ý kiến đóng góp của các bạn nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.